Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. chương 1476, ta đã làm, người tùy ý, hai. Nguyên nhân chính vì như thế, không ít thuần thú sư đều sẽ chuẩn bị một chút ở trên người, phòng ngừa gặp phải linh thú vây công. Mượn cái này, khóe miệng co giật, mi trưởng lão nhìn về phía trung đỉnh thuần ở một bên, cũng thấy hắn mặt mũi mê man. Đối phương lấy ra kịch độc lợi hại như thế, người không lấy ra đồ vật đối kháng ngược lại cũng thôi, muốn nước tiểu thánh thú làm cái gì? Cái đồ chơi này đối với linh thú, mặc dù có tác dụng đe dọa rất lớn, nhưng đối với cường giả thánh cảnh, hoàn toàn không có hiệu quả. Đương nhiên có thể. Dù kỳ quái, nhưng đối phương mở miệng, đành phải khẽ đảo cổ tay, một cái hổ lô xuất hiện ở trong lòng bàn tay, ngón tay búng một cái đưa lên đài cao. Tiện tay tiếp nhận, trương huyền quơ quơ, một mùi hôi thối bay lên, hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn về phía vưu hư. Được rồi, đây là độc dược của ta. Thân thể nhoáng một cái, vẻ mặt phư hư như đáy nồi, suýt chút nữa bị nước bọt sặc chết. Mẹ nó, ta lấy ra kịch độc, người nắm một hồ lô nước tiểu. Có ý tứ gì? Còn độc dược của ngươi, con mẹ nó ngươi coi ta mù sao? Rõ ràng mi trưởng lão mới vừa đưa cho ngươi, hơn nữa ngươi ngay cả nắp bình cũng không mở. Cái này con mẹ nó là độc dược cọng lông. Cố ý buồn nôn ta sao? Trương Huyền, ta sao 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 bà ngoại ngươi. Nhục nhã người, không cần nhục nhã như thế a. À? Audio điện tử võ tấn bền. Không chỉ hắn phát điên, mọi người ở dưới đài xem náo nhiệt, tất cả đều lặng ngắt như tờ, cả đám con mắt trợn tròn, giống như gặp quỷ. Cái này là sinh tử đấu, bất cứ lúc nào cũng quyết định sống chết. Vưu phó viện trưởng lấy ra độc dược, khí tức ngút trời, cho người ta một loại cảm giác người một cái liền chết người không bỏ ra nổi độc dược ngược lại cũng thôi. Lấy một hồ lô nước tiểu tính là gì? Mấu chốt nhất là, người lặng lẽ lấy ra, người khác không cảm thấy cái gì, trước mặt mọi người hỏi mượn mi trưởng lão, sau đó chuyển tay đưa cho đối phương. Có thể làm rõ ràng hơn một chút sao? Trung đỉnh thuần cũng mở to hai mắt nhìn, suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Hắn là y sư lục tinh đỉnh phong, biết nước tiểu của thánh thú, căn bản không có độc, lấy cái không độc, đánh cược với đối phương đây không phải chờ thua sao nguy viện trưởng thanh cam linh dịch này của ngươi có đặc thù gì không thực sự nhịn không được nhìn về phía mi viện trưởng không có chỉ là thánh thú của ta trước đây không lâu mới đi tiểu nguy viện trưởng cũng choáng váng hoàn toàn không hiểu rõ thanh niên trên đài đến cùng là dụng ý gì làm sao độc dược của ta chuẩn bị xong nếu như không dám uống chính là ngươi thua đưa bình ngọc thanh cam linh dịch tới trương huyền nói ngươi hô hấp rồn rập trước mắt phư hư biến thành màu đen tức giận đến sắp nổ vốn cho rằng lấy ra độc dược đối phương khẳng định thất bại ai ngờ tên này trực tiếp lấy một hồ lô nước tiểu thật muốn uống coi như thắng cũng không vẻ vang a hát uống nước tiểu chiến thắng hóa nhưng không uống nói rõ không dám tỉ thí mà thua chỉ có thể mặc cho xâm lược hắn là danh sư lục tinh đỉnh phong y sư học viện phó viện trưởng lúc nào bị bức bách thành như vậy. Uống hay không, quyết định nhanh lên, nội dung tỉ thí là người định, ta cũng không phạm quy. Thấy ngực đối phương nhấp nhô, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, Trương Huyền nhếch miệng. Cũng không phải hắn cố ý nhục nhã đối phương, mà là hắn thật không có thuốc độc, chức nghiệp độc sư, hắn chỉ nhìn qua thư tịch ở Hồng Liên Sơn Mạch, chẳng qua là nhị tinh, muốn chế biến ra dược vật độc chết cường giả thánh cảnh, là không thể nào hoàn thành. Lại nói, coi như có thể làm được, cũng tìm không thấy nhiều dược liệu chân quý như vậy. Hiện tại mặc dù hắn có vô số linh dịch, không tính là một nghèo hai trắng, nhưng ở trên dược vật, vẫn không bỏ nổi món đồ gì ra hồn. Không có dược vật, không có phối phương, làm sao chế biến ra độc dược. Không có cách, chỉ có thể dựa vào thiên đạo chân khí. Thông qua học tập độc sư, hắn biết thiên đạo chân khí có thể nhất niệm hóa thánh dược, nhất niệm thành kịch độc. Muốn ở giải độc vượt qua đối phương, chỉ có thể dùng cái này. Chỉ là, thiên đạo chân khí quá mức tinh thuần, một khi dò dỉ, tất nhiên gây ra phiền phức rất lớn, nhất định phải sử dụng đồ vật có mùi che giấu. Mặc dù rượu ngon cũng được, nhưng để cho loại người như lạc thất thất không phát hiện, đối mặt thánh giả lại rất dễ dàng dò dỉ. Mà thanh cam linh dịch, vốn có mùi nặng, thêm vào đối phương uống, chắc chắn sẽ không nhai kỹ nuốt chậm, cẩn thận trải nghiệm, cứ như vậy, chân khí liền có thể thần không biết quỷ không hay, xâm nhập thân thể, biến thành kịch độc. Một khi thành công, đừng nói y sư lục tinh, coi như thất tinh, bát tinh, cửu tinh cũng không thể giải quyết. Thiên đạo chân khí cũng không phải độc dược, mà là một loại chân khí tinh thuần đến không thể tinh khiết hơn, có thể tùy ý chui vào vị trí quan trọng mà tu luyện giả không cách nào tu luyện, coi như phát hiện cũng không cách nào khô trừ. Cũng chính là nói bệnh tình nguy kịch. Chúng ta so là giải độc, người dùng nước tiểu thánh thú đến giả mạo, còn nói không phạm quy khuôn mặt vưu hư dữ tợn, cắn răng nói. Làm y sư, người hẳn phải biết, nước tiểu thánh thú cũng là một loại dược liệu, bằng không thì cũng sẽ không trở thành thanh cam linh dịch. Có thể trị chứng cuồng sóc, chân khí băng hỏa ngưng kết, cùng mấy trăm loại chứng bệnh khác biệt do thánh thú tạo thành. Nếu là dược liệu, tự nhiên cũng có thể xem như độc dược. Độc dược của ngươi, không phải cũng là rất nhiều dược liệu phối chế thành sao, vì cái gì của ta không thể. Ta nguyện ý dùng của ngươi, ngươi không dùng, vậy liền nhận thua đi trương huyền vẫy tay đối với y sư vạn vật đều có thể làm thuốc mặc dù nước tiểu thánh thú thối ngút trời để cho người ta ngửi liền choáng váng nhưng quả thực có thể coi như dược liệu nếu là dược vật liền có thể xem như độc dược không tính là gì không tính là không tuân theo quy định thấy đối phương bức bách thật không uống chỉ có thể nhận thua vưu hư cắn răng để cho ta nhận thua nằm mơ ta uống có điều chúng ta phải đồng thời bắt đầu. Đồng thời, không cần, cũng không do dự, Trương Huyền ngẩng đầu đổ độc dược vào trong miệng, lập tức sóc ngược bình ngọc, sau đó nhìn lại. Ta đã làm, người tùy ý. Trương 1477, Trương Huyền độc dược một Trực tiếp uống. Ta đã uống, người tùy ý. Đây là rượu ngon sao. Uống kịch độc uống mây trôi nước chảy như thế. Quá lợi hại. Đúng vậy, bất kể có phải là tân sinh hay không, có phải phách lối hay không, chỉ bằng vào phần thái độ này, ta liền phục. Nhìn thấy Trương Huyền ở trên đài, không nói hai lời, liền đổ độc dược vào miệng, dưới đài một hồi xôn xao. Vừa rồi hắn mở nắp bình, tất cả mọi người cảm nhận được trong bình ngọc có khí tức kịch độc tràn trề như sông. Cầm lấy loại độc dược này, đừng nói y sư, coi như độc sư, chỉ sợ cũng khó nuốt xuống. Người trước mắt này, lại giống như uống rượu, cực kỳ hưởng thụ, uống đến trong miệng còn vỗ mạnh vào mồm, để bọn hắn bội phục không thôi, coi như không ít lão sinh trước đó có thành kiến, cũng đều phục sát đất. Uống độc dược cũng uống tiêu sái như vậy, danh sư học viện tìm không ra người thứ hai. Ngươi, không nghĩ tới tên này nói uống liền uống, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, bờ môi hắn quất loạn. Cái gì gọi là ta cạn, ngươi tùy ý. Mẹ nó, một hồ lô lớn này, chừng 4 năm cân, hơn nữa mùi hôi như thế. Để ta làm sao uống? ta đã uống hết kịch độc của ngươi, ngươi còn không muốn uống sao? Không uống cũng được, quy tắc là ngươi định, không tuân thủ, ta sẽ lập tức báo cáo công hội, hủy bỏ tư cách y sư của ngươi. Trương Huyền khoát tay áo. Ngươi, sắc mặt tái xanh, vư hư cảm giác mình tùy thời sẽ nổ tung. Trước đó nghe nói tên này tà môn, một mực không xem ra gì, không nghĩ tới thật sự. Y sư tháp biến thành như vậy, bước đến bản thân không thể không nghênh chiến, kết quả lại lấy nước tiểu thánh thú ép mình uống hết. Không uống, thua, bị hắn xử lý. Uống, một thế anh danh trôi theo nước chảy. Lựa chọn lưỡng nan. Uống cũng không phải, không uống cũng không phải. Vốn cho rằng tỉ thí giải độc là một chiêu diệu kỳ hắn suy nghĩ, hiện tại xem ra, diệu cái rắm a quả thực thối khó dần nổi, a, à, không, là khai khó dần nổi. Được rồi, mặc dù thanh cam linh dịch là nước tiểu, nhưng quả thực là một loại dược liệu so với thanh danh, vẫn là sinh mệnh quan trọng hơn. Uống thì uống. Vưu hư cắn răng, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. một tay nắm lỗ mũi, một tay cầm hồ lô, ngửa đầu uống vào. Lúc trước tiền bối sáng lập nghề nghiệp y sư, đã từng nếm qua đủ loại nước tiểu thánh thú, lưu lại phối phương chữa bệnh, thật phải nghĩ thoáng, cũng không tính là gì. Ưng ừ, ực, ưng ực. Mùi khai trong thanh cam linh dịch, làm môi hắn quất loạn, nước mắt chảy ròng hồ lô của mi trưởng lão rất lớn, chứa đựng ít nhất 4 năm cân nước tiểu, càng uống sắc mặt càng đỏ lên, kéo dài đến hơn 3 phút, lúc này mới uống hết toàn bộ. Nước tiểu thánh thú, so với nhân loại càng thêm gai mũi khó ngửi, trước không nói có độc hay không, chỉ riêng mùi, liền để hắn có chút buồn nôn, bất cứ lúc nào cũng sẽ nôn mửa. Được rồi, phun ra một hơi mang theo mùi khai, vưu hư hung dữ nhìn qua. Đang muốn nhìn ra hỏa đối diện có chúng độc hay không, chỉ thấy hắn dựng thẳng lên ngón tay, vẻ mặt bội phục nhìn qua. Uống hết, lợi hại, ta nói người tùy ý, ý tứ rất đơn giản, không cần uống hết toàn bộ. Độc dược này của ta, uống một ngụm là đủ rồi, không nghĩ tới vư phó viện trưởng khẩu vị đặc biệt, vừa uống liền không dừng được. Tại hạ bội phục, mục đích của thanh cam linh dịch, chỉ là vì che giấu thiên đạo chân khí đặc thù, chỉ cần uống một ngụm, chân khí liền có thể chui vào thể nội, phía sau uống hay không cũng là dâu riêng không nghĩ tới tên này thật hung ác, uống hết một hồ lô lớn như thế, cũng thật lợi hại. Ngươi. Thân thể Vưu Hư nhoáng một cái, phun ra một ngụm chất lỏng màu vàng, trong miệng tràn đầy mùi khai. Uống một ngụm là được, em gái ngươi. Xem như ngươi lợi hại, hy vọng ngươi có thể cười đến cuối cùng, trong vòng nửa canh giờ, không giải hết độc, coi như thua. Biết đấu võ mồm với đối phương, khẳng định không cách nào chiến thắng, Vưu Hư chẳng muốn phân trần, cắn răng khẽ nói: nửa canh giờ, không cần, ta đã giải độc. Trương Huyền im lặng nhìn qua. Độc của đối phương rất lợi hại, đổi lại trước kia, cho dù có thiên đạo chân khí, muốn hoàn toàn hóa giải, cũng cần công phu rất lớn. Hiện tại, linh hồn cùng tiên thiên độc hồn thể ngụy như yên giao hòa, coi như thể chất không phải tiên thiên độc thể, cũng không kém nhiều. Dù kịch độc của đối phương lợi hại, nhưng đối với hắn, giống như đồ uống không có chút hiệu quả nào. Trái lại, rất nhiều linh tính trong dược vật tiến nhập thể nội, để tu vi của hắn càng thêm vững chắc, nhất là vu hồn, hầu như hấp thu tất cả nọc độc, từ độ cao 10 mét, lại có gia tăng, còn tăng lên bao nhiêu, không có ly thể là nhìn không ra, nhưng lực lượng hùng hậu hơn rất nhiều. Nói cách khác, cái độc dược này, hắn uống không những không có việc gì, còn trợ giúp tu vi. Giải, vưu hư lảo đảo, suýt chút nữa từ trên đài rơi xuống. Thật hay giả, độc dược này, là chỗ dựa lớn nhất của hắn, coi như người tu vi cao hơn gặp gỡ, cũng có thể tùy tiện độc chết. Kẻ trước mắt này, ngay trước mặt uống vào, thuốc gì cũng chưa ăn, cái gì cũng không có làm, làm sao có thể giải? Đúng vậy, nếu như ta không nhìn lầm, độc dược này của ngươi là thanh diệp liên tâm thảo cùng vô thần hoa làm chủ phối chế thành, trong đó tăng thêm 7749 loại dược vật. Thánh giả bình thường dùng một giọt, trái tim cùng tinh thần liền bị ăn mòn, tại chỗ độc chết. Không chỉ như thế, Thứ này còn có tác dụng gây tê liệt tinh thần, dùng ít mà nói, có thể để người ta nghe theo phân phó, cường giả thánh cảnh cũng khó có thể đào thoát, cực kỳ bá đạo. Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Độc dược là rất lợi hại, có điều với ta không tính là gì. Trùng hợp có thể giải quyết, còn giải dược rất đơn giản, thanh trúc tử 3 tiền, y ngân thảo hai tiền, bạch chỉ mộc 4 tiền. 23 gốc dược liệu dung hợp biến thành bột phấn, không cần luyện chế cũng có thể giải độc chương 1478, trương huyền độc dược 2. Ngươi, ngươi, trương huyền mỗi nói một câu, con người của vưu hư Vư liền co rúm lại, đợi nói xong toàn bộ, giống như gặp quỷ vậy. Trong tay hắn có thuốc độc, tự nhiên cũng có giải dược, giống như đối phương nói, bất kể độc dược hay giải dược, đều không sai chút nào. Nói cách khác, đối phương há miệng uống hết, không những không có việc gì, còn trong nháy mắt giải độc. Còn là người sao? đến cùng làm sao làm được làm sao cảm giác ngươi không phải uống thuốc độc mà là ăn cơm ta nói có đúng hay không trương huyền nhìn qua thời điểm bắt được bình ngọc hắn liền dùng thư viện dò xét biết thành phần cùng phương pháp giải quyết cái gì độc dược thánh giả cho trẻ con mà thôi ngươi ngươi nói đều đúng coi như giải quyết cũng không tính là thắng độc của ngươi ta cũng có thể giải phá cho ta vưu hư cắn răng chân khí trong cơ thể sao động. Âm âm, rất nhiều huyệt đạo trực tiếp mở ra, vô số khí tức dâng trào ra phía ngoài, phụ trợ hắn như một đại đỉnh to lớn. Đây là, Chu Thiên Lô Đỉnh giải độc đại pháp. Con người của Trung Đỉnh Thuần co rụt lại. Nghe được tên này kinh ngạc hô, đám người triệu bính tuất, mi viện trưởng nhìn qua, tràn đầy nghi hoặc. Đây là hai ngàn năm trước, y sư lục tinh đỉnh phong kiêm bất phương sáng tạo, không cần dùng giải dược, cũng có thể giải độc. Chúng độc, nói đến huyền diệu, trên thực tế chính là đồ vật không phù hợp thân thể, xâm nhập kinh mạch cùng huyệt đạo. Chu thiên lô đỉnh giải độc đại pháp này, chính là mượn nhờ nguyên lý này, lấy thân thể làm lô, chân khí làm công. Vật chất có độc, hình thức lấy hơi nước bài trừ ra ngoài thân thể. Mặc dù vận chuyển một lần, hao tổn cơ sở, khó mà chữa trị, nhưng dùng để giải độc không có gì bất lợi, chỉ cần không phải kịch độc vào máu là chết, đều có thể giải quyết. Nhưng mà, bộ phương pháp này, mấy ngàn năm trước liền thất truyền. Lúc nào vưu hư học được? Giải thích xong, Trung Đỉnh Thuần cao mày nói. Chu Thiên Lô Đỉnh giải độc đại pháp, mặc dù giải độc ảo diệu, nhưng tu luyện dườm ra phức tạp, khó mà thành công, hơn nữa nghe nói công pháp đã thất truyền. Vưu hư thân là phó viện trưởng, lúc nào học được, bản thân lại không biết chút nào. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, vừa rồi đối phương lấy ra độc dược kia, xem như là hắn cũng chưa từng nghe thấy nhất là sau khi trương huyền nói phối phương loại nghi hoặc này càng đậm làm chủ dược là thanh diệp liên tâm thảo cùng vô thần hoa mấy trăm năm trước liền diệt việt tìm không tìm được tên này đến cùng từ nơi nào phối ra độc dược kịch độc có thể độc chết thánh giả chỉ bằng vào năng lực của y sư là rất khó hoàn thành trừ khi có độc sư phối hợp nhưng độc sư cùng y sư đối địch luôn luôn không hợp tên này chẳng lẽ có liên hệ chờ chuyện này kết thúc nhất định phải tự mình hỏi một chút vẻ mặt trung đỉnh thuần trầm thấp, trong lòng âm thầm quyết định. Nguyên lai dựa dẫm vào cái này, khó trách dám giao đấu giải độc với trương sư. Trong lòng của hắn suy tư, đám người mi viện trưởng, triệu bính tuất, vệ nhiễm tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Đường đường y sư, không tỉ thí chữa bệnh cứu người, lại so thử giải độc, trước đó liền nghi hoặc, đến cùng có dựa dẫm gì, nguyên lai có loại thủ đoạn này. Mang theo kịch độc người khác giải không được, bản thân lại có phương pháp giải độc dưới tình huống tỉ thí khác không có phần thắng, đổi lại bọn họ, khẳng định cũng sẽ làm ra chọn lựa như vậy. Âm âm, dưới đài trò chuyện, vưu phó viện trưởng trên đài, ngoài thân bốc hơi, phụ trợ cả người như một cái lò hơi nước di động. Thối quá, thật khai, đúng vậy, nhanh che đậy lục thức, nếu không, khẳng định sẽ bị thối chết. Đóng kín lục thức cũng vô dụng, cái mùi khai này sẽ từ huyệt đạo thâm nhập. Nương theo hơi nước càng ngày càng nồng đậm, phía dưới tất cả mọi người nhíu mày. Nước tiểu thánh thú vốn rất khai, giờ phút này lại dùng chu thiên lô đỉnh giải độc đại pháp rèn luyện, hóa giải, mùi để cho người ta buồn nôn. Xem như đám người triệu bính tuất là thánh giả, cũng nhịn không được chân khí sao động, chặn lại mùi thối. Nếu không, chỉ sợ cũng không chịu nổi, trực tiếp choáng váng. Hô, không biết qua bao lâu, hơi nước trên người vưu hư biến mất, vẻ mặt trắng bệch, dường như cũng bị hun không nhẹ, nhưng trong mắt lộ ra hưng phấn, nhịn không được hí dài một tiếng, hất ống tay áo. Độc của ngươi, ta cũng giải. Mặc dù hắn giải độc thời gian chậm hơn đối phương, nhưng dùng, độc muộn, hơn nữa lượng lớn, cùng lắm thì ngang tay, không tính là đối phương thắng. Giải độc của ta, nhìn hắn lại là hơi nước, lại là cuồng hống, còn mặt mũi tự tin nói đã giải độc, Trương Huyền lắc đầu, vẻ mặt đồng tình nhìn qua. Người biết độc của ta là gì không, liền nói giải. Mặc kệ ngươi là loại độc dược nào, Chu Thiên Lô đỉnh giải độc đại pháp của ta cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải. Hư một tiếng, Vư Hư nói còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm thấy ngực đau đớn kịch liệt, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể kìm lòng không được run rẩy, vẻ mặt trong nháy mắt biến thành màu đen. Độc của ngươi, con ngươi của Vưu Hư co rụt lại, thân thể cứng ngắc. Không thể giải. Chương 1479, con lừa nhiều chuyện một làm y sư lục tinh đỉnh phong khống chế thân thể đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm trong cơ thể chúng độc hay không sao có thể không rõ ràng mới vừa rồi hắn đã biết kịch độc đã xâm nhập tim phổi đạt đến trình độ xem như hắn cũng không thể điều trị nói cách khác hắn trong lúc vô tình đã trúng kịch độc chu thiên lô đỉnh giải độc đại pháp không phải giải độc sao đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra không sai người căn bản không giải được trương huyền nhìn qua không giải được làm sao có thể thân thể vưu hư run rẩy vội vàng vận chuyển chân khí muốn áp chế độc tính trong người nhưng cảm thấy không có chút tác dụng nào chẳng lẽ nọc độc của ngươi không ở trong những thanh cam linh dịch kia ngươi giờ cho lừa bịp nước tiểu hắn uống vào tất cả đều tống ra giọt nước không dư thừa còn chúng độc chẳng lẽ tên này dùng thánh thú nước tiểu là chướng nhãn pháp kỳ thật kịch độc chân chính ở địa phương khác giờ cho lừa bịp Trương Huyền lạnh lùng nhìn qua, thanh âm mang theo chất vấn, nhắm thẳng vào đáy lòng. Ta cầu mua thập diệp hoa, thái độ thành khẩn, không có chỗ nào vô lễ. Ngươi không bán thì thôi, nhưng dụ dỗ Ngụy Trường Phong đi vân vụ lĩnh thu thập vân vụ hoa, hại hắn gặp phải thánh thú vây công chết thảm. Là ta dở trò lừa bịp. Vừa nói vừa đi về phía trước, trên người mang theo một cỗ khí tức, để cho người ta không dám chính diện tiếp xúc. Để cho người ta đi hái vân vụ hoa, cái này, đây không phải để cho người ta chịu chết sao? Chẳng lẽ hai người mâu thuẫn là chuyện này? Trước đó ta còn tưởng rằng, Trương Huyền khiêu chiến phó viện trưởng, chỉ là vì nổi danh, không nghĩ tới, là người sau vô lễ trước. Nghe được thanh âm trên đài cuồn cuộn như chuông, phía dưới một hồi xôn xao. Ở đây không ít người, đều biết Trương Huyền khiêu chiến vư phó viện trưởng, nhưng lại không biết nguyên nhân, giờ nghe được mới hiểu ra. Ta, nghe được dưới đài chỉ trích, cùng ngụy trường phong chết, trong lòng vưu hư hoảng hốt, kìm lòng không được lui về phía sau một bước. Ta được vân vụ hoa, người lại muốn sống mới được, tốt, ta cứu sống vân vụ hoa, người lần nữa lật lọng. Là ta dở trò lừa bịp. Trương huyền tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt như điện. Ta, thân thể vưu hư phát run, không cách nào phản bác, lần nữa lui về phía sau. Người nói thập diệp hoa không thành thục, không thể bán, ta dùng phương pháp đặc thù, tiêu hao chân khí để nó hoàn thiện, vẫn như cũ không bán, không để ý tín dự của danh sư. Đây cũng là ta dở trò lừa bịp." Trương Huyền nói như đao, giống như muốn đâm thủng linh hồn của đối phương, thanh âm càng tựa như chuông lớn, vang vọng toàn bộ đài cao. "Ta" liên tục nói ba chữ ta, bờ môi vư hư run rẩy, muốn giải thích nhưng giải thích không ra. Đối phương nói một chút cũng không sai, coi như muốn phản bác cũng không thể nào cãi lại. Còn có loại sự tình này nguyên lai trương sư tìm vưu phó viện trưởng mua thuốc, không bán còn cố ý làm khó, cái này có chút quá phận. Vốn ta còn bội phục vưu phó viện trưởng, không nghĩ tới là người như vậy, quả thực chính là bại hoại của y sư học viện. Nghe trương huyền nói, dưới đài một hồi xôn xao. Trước đó, không ít lão sinh đều cảm thấy, trương huyền làm một tân sinh, khiêu chiến phó viện trưởng không biết trời cao đất rộng, coi thường tôn ti, nghe được thế mới biết, tất cả đều là người sau ép đường đường danh sư lục tinh lật lọng nói không giữ lời đừng nói trương sư đổi lại bọn họ cũng sẽ lên cơn giận dữ khó mà tha thứ ta bồi dưỡng ra dược vật muốn bán liền bán không muốn bán cũng không có gì chẳng lẽ bởi vì không bán cho ngươi liền phải cõng lên tội danh thấy dư luận dưới đài thiên về một bên vưu hư ổn định bước chân cắn chặt răng thập diệp hoa của ngươi muốn bán liền bán cái này do ngươi ta nói không được cái gì nhưng y sư sinh tử đấu ta muốn khiêu chiến liền khiêu chiến ngươi làm gì được ta khuôn mặt trương huyền lạnh lùng ngươi toàn thân vưu hư vư cứng ngắc tỷ thí giải độc cũng không phải đối thủ tỷ thí cái khác khẳng định càng không hy vọng nói cách khác y sư sinh tử đấu hắn căn bản không thể thắng lợi lần này ở trước mặt nhiều người như vậy coi như đối phương không dám giết hắn cũng không chịu nổi vì thời khiêu chiến a hát khiêu chiến một lần lột ra một lần đến mấy lần không chết cũng phải chết. Lần này ta nhận thua, người nói làm sao bồi thường? Ta bồi thường là được, cùng lắm thì cho ngươi gốc thập diệp hoa kia. Vưu Hư cắn răng nói. Bồi thường. Trương Huyền đi về phía trước. Người bồi thường nổi mạng của Ngụy Trường Phong sao? Vưu Hư lui về phía sau. Vậy ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, đền mạng cho Ngụy Trường Phong đi. Trương Huyền lạnh lùng nhìn qua. Ngụy Trường Phong bị giết. Tất cả đều bởi vì tên này, cho nên hắn chỉ có một ý nghĩ, giết người đền mạng. Đối phương vì nữ nhi, vì chấp niệm của phụ thân, bị thánh thú đánh chết, mà ngươi này là kẻ cầm đầu, làm sao có thể sống trên đời? Đền mạng. Vẻ mặt vư hư dữ tợn. Chương 1480, con lừa nhiều chuyện 2. Ta Đường Đường y sư học viện phó viện trưởng, danh sư Lục Tinh đỉnh phong, đền mạng cho một tiểu nhân vật như hắn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ha ha! Trương Huyền cười to lên. Vậy ta sẽ nói cho người biết, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta, một mình giải quyết nghi nan bích 503 nghi vấn tạp chứng. Chỉ bằng ta, ở chứng bệnh đài lưu lại 432 loại phương pháp trần bệnh. Chỉ bằng ta, một lần nữa cho ra rất nhiều chứng bệnh, phương án trị liệu mới ở tiên bối lâm, để rất nhiều chứng bệnh truyền thế, lại càng dễ giải quyết. Chỉ bằng ta, xung kích ghi sư lục tinh, không hề sai lầm, lưu lại đơn thuốc giải chính xác nhất quyết 73 loại bệnh chứng. Mặc dù ta hủy y sư tháp, nhưng lưu lại càng nhiều phương thuốc điều trị tật bệnh, để tổng bộ nguyện ý vì ta mở y sư sinh tử đấu, người thế mà hỏi ta dựa vào cái gì? Ta bằng chính là thân phận y sư, đường đường chính chính, bằng vào sinh tử đấu, ta thắng ngươi. Mỗi nói một câu, Trương Huyền liền tiến về phía trước một bước, âm thanh lớn như hồng lưu, phụ trợ hắn tựa như thiên thần, không thể coi thường cùng vũ nhục ta. Vư hư liên tiếp lui về phía sau, dưới chân đột nhiên mềm nhún, lúc này mới phát hiện đã thối lui đến biên giới đài cao. Không sai, đối phương không có đùa nghịch bất kỳ thủ đoạn nào, dựa vào là thực lực, dựa vào là sinh tử đấu, là tỉ thí đường đường chính chính, hắn thua không nhận, đã không có bất kỳ lý do cùng lấy cớ gì. Tự sát đi, thấy vẻ mặt của đối phương trắng bệch, nói cũng nói không nên lời, biết lòng tự tin đã bị triệt để tiêu diệt, Trương Huyền phất tay. Ta, thân thể vưu hư run lên, mặt xám như cho, trong nháy mắt cảm giác nhân sinh của mình cực kỳ thất bại, sống còn không bằng chết. Giơ tay lên, không trần chờ chút nào, thẳng tắp đánh tới đầu của mình. Dừng tay, ngay thời điểm bàn tay sắp đập lên đầu, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn, một bóng người từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Nương theo tiếng quát, vưu hư nguyên bản vẻ mặt ảm nhiên bỗng nhiên giật mình, lập tức nhìn về phía trương huyền, con mắt thấu đỏ ngươi cũng dám thi triển sư ngôn thiên bẩm với ta ta muốn giết ngươi. Giờ phút này, ngủ nữ cũng biết, vừa rồi đối phương thi triển sư ngôn thiên bẩm, mượn nhờ thiên địa áp lực, để hắn thất thần, thân bất do so kỷ, nếu người kia chậm nửa bước, chỉ sợ đã tự sát thân vong. Âm ầm toàn thân khẽ động, vưu hư vào tới trương huyền, lực lượng cuồng bạo bắn tung tóe mang theo nghiền ép vô địch. Khí tức của thánh giả nhất trọng đỉnh phong phóng thích, toàn bộ đài cao tựa hồ cũng có chút không chịu nổi sắp sụp đổ trương huyền mặt không đổi sắc hai tay chắp sau lưng ngạo nghễ đứng ở trên đài cao tự mang một cỗ khí tức tựa hồ đối với công kích của hắn chẳng thèm ngó tới được rồi vư viện trưởng thời điểm công kích sắp rơi vào trên người trương huyền tiếng nói vừa rồi vang lên lần nữa bóng người vung tay công kích của vư hư lập tức tan thành mây khói thấy công kích biến mất trương huyền than thở một tiếng thầm nghĩ đáng tiếc y sư sinh tử đấu, nếu được tổng bộ đồng ý, tự nhiên bị tổng bộ giám sát tài quyết, vừa rồi một trường kia của vưu hư, thực có can đảm rơi xuống, đoán chừng đã bị tổng bộ cách không gạt bỏ. Đáng tiếc, bị người ngăn cản. Quay đầu nhìn sang bóng người, là lão giả dâu bạc trắng, người mặc danh sư phục, lông mi mang theo uy nghiêm, vừa nhìn liền biết bất phàm. Người chính là Trương Huyền. Lão giả nhàn nhạt, nhạt nhìn qua, mang theo khí thế cao cao tại thượng nhìn thấy tên này ngăn cản mình chém giết phư hư, còn ở nơi này diếu võ dương oai, trương huyền cao mày. Tại hạ là luyện đan học viện viện trưởng, Lục Phong. Tự giới thiệu mình một chút, hai mắt Lục Phong viện trưởng mang theo áp bách, cho người ta lực lượng không dám cãi lại. Phư hư, bất kể nói thế nào cũng là lão sư của học viện, đường đường phó viện trưởng, coi như có sai lầm, cũng tội không đáng chết. Như vậy đi, ta để hắn cho người thập diệp hoa, lại bồi thường ngươi một ít linh thạch, chuyện này cứ như vậy bỏ qua a bỏ qua trương huyền sầm mặt lại nếu như không phải lão gia hỏa này ngăn cản vưu hư khẳng định đã chết thập diệp hoa cùng linh thạch hai thứ đồ này có thể đổi lấy mạng của ngụy trường phong sao không sai học viện có quy củ của học viện người thân là học sinh khiêu chiến lão sư đã vi phạm quy tắc vi phạm lễ nghi thầy trò chỉ cần chuyện hôm nay kết thúc học viện cũng sẽ xử phạt nhẹ ngươi bàn tay vẫy một cái trong giọng nói của lục phong viện trưởng mang theo nhân từ xử phạt nhẹ ánh mắt trương huyền lạnh lùng nếu như ta không cần bồi thường chỉ lấy mạng của hắn thì sao muốn mạng hư nơi này là danh sư học viện còn không cho phép một học sinh như ngươi muốn làm gì thì làm thấy mình ra mặt một tân sinh không cảm động đến rơi nước mắt ngược lại cũng thôi thế mà còn dám ở trước mặt mọi người chống đối sắc mặt của lục phong viện trưởng tái xanh lại nói, Vưu Hư không chỉ là y sư, càng là danh sư Lục Tinh đỉnh phong của danh sư đường, xử trí như thế nào, cần danh sư đường cùng học viện thương nghị, còn chưa tới phiên ngươi một tiểu nhân vật tứ tinh, ở đây khoa tay múa chân. Ngươi là học viện viện trưởng. Trương Huyền híp mắt lại. Không phải. Không nghĩ tới hắn lại hỏi như vậy, Lục Phong sững sờ, lập tức nói. Nhưng lão viện trưởng mất tích, luyện đan học viện lại là đệ nhất đại viện, danh sư học viện xảy ra chuyện đều do ta quyết định xem như tạm thay chức viện trưởng yên tâm ta làm ra quyết định sẽ giữ lời coi như vưu hư cũng không dám phản bác ngươi đã không phải viện trưởng ở đây cắm vào nói cái gì bờ sông có cỏ xanh không cần con lừa nhiều chuyện cút sang một bên cho ta nghe đối phương nói không phải viện trưởng trương huyền nhướng mày hất ống tay áo nếu không tin ta hiện tại liền đi khiêu chiến luyện đan học viện ngươi hay không Chương 1481, Bối Phật 1. Cái gì? Nói Lục Phong viện trưởng là con lừa nhiều chuyện, còn muốn khiêu chiến luyện đan học viện. Nghe được hai người trên đài cãi lộn, mọi người phía dưới điên rồi. Sau khi lão viện trưởng mất tích, chuyện lớn chuyện nhỏ trong danh sư học viện, cơ bản đều do Lục Phong viện trưởng quyết sách, mặc dù không phải viện trưởng trên danh nghĩa, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Lại thêm, hắn vẫn là đứng đầu trong thập đại trưởng lão bọn người mi trưởng lão lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó ở trong học viện nắm giữ địa vị cực cao một tân sinh trước mặt mọi người mắng hắn là con lừa nhiều chuyện còn bảo hắn cút sang một bên quả thực chính là coi trời bằng vung sao trương sư lỗ mãng như thế đám người vệ nhiễm tuyết triệu bính tuất đều nhoáng một cái vốn nghĩ lục phong viện trưởng ra mặt rất nhanh liền có thể giải quyết không nghĩ tới trương sư cương liệt như thế ngạnh kháng lên lục phong viện trưởng luôn luôn cương trực công chính, xem quy củ như Thái Sơn, ở trước mặt nhục mạ, không khác không nể mặt mũi, không nổi điên mới lạ. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, chỉ thấy sắc mặt lục viện trưởng trầm xuống, hít mắt lại, thanh âm như sấm rền. Người nói cái gì? Người điếc, hay mù, nghe không được cũng có thể nhìn thấy chứ. Ta cùng vưu hư tiến hành sinh tử đấu, đều lấy thân phận y sư lục tinh, xem như ngang hàng, không có thầy trò phân chia. Cho nên, không cần lấy thầy trò đại nghĩa tới dọa ta. Mặt khác, chúng ta còn không có phân thắng bại, ngươi liền xông lại làm loạn, cưỡng ép ngăn cản. Cùng ta giảng quy củ, ngươi đây là tuân thủ quy củ. Ánh mắt Trương Huyền không sợ chút nào, cười lạnh. Hắn là học sinh, dựa theo quy củ chống đối đối phương quả thực phạm vào tối kỵ, nhưng hắn cùng vưu hư lấy thân phận y sư lục tinh giao đấu, thuộc về ngang hàng tỉ thí. Nói cách khác, chỉ cần tỉ thí chưa kết thúc, thân phận của hắn bây giờ không phải là học sinh, mà là y sư Lục Tinh. Xem như đối phương là danh sư Lục Tinh, cũng đồng dạng ngang hàng mà thôi. Có tư cách gì ngăn cản? Ngươi. Khuôn mặt Lục Phong xanh xám, tức giận đến bờ môi run rẩy. Nhanh mồm nhanh miệng, mặc kệ hôm nay ngươi nói thế nào, Vưu Hư ta chắc chắn sẽ bảo vệ, chuyện này, ta sẽ đích thân dâng thư danh sư đường, hòa giải với y sư công hội. Ngươi muốn bảo vệ hắn? Trương Huyền híp mắt lại. Mặc dù có chút kỳ quái, tên này tốn hao đánh đổi như thế bảo vệ vưu hư, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng hiểu được. Lúc trước thời điểm cùng Ngụy Trường Phong mua sắm dược vật, tận mắt thấy vị Lục Phong viện trưởng này phái người đến mua dược. Giá cả tiện nghi không nói, giao dịch cũng cực kỳ thuận lợi. Một cái luyện đan một cái dưỡng dược, hai người tất nhiên thường xuyên câu thông, giao lưu, quan hệ không tệ, nếu không cũng không có khả năng tình nguyện đắc tội tổng bộ y sư công hội cũng muốn đánh gãy sinh tử đấu. Không sai, Lục Phong hừ một tiếng, hơi vung tay cánh tay, mang theo vô địch uy thế. Vưu viện trưởng, đi theo ta, ta ngược lại muốn xem xem, ở danh sư học viện này, ai dám ngăn cản ta. Vâng, thấy Lục Phong viện trưởng tự mình ra mặt, thái độ cường ngạnh, Vưu hư thở phào nhẹ nhõm, vội vàng theo sau lưng. Sinh tử đấu, hắn đã thua, tiếp tục lưu lại nơi này, khẳng định xui xẻo, có thể rời đi tốt nhất đi, ta không cho đi, ai dám đi. Trương Huyền nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía Vưu Hư. Người hại chết Ngụy Trường Phong, không để ý tôn nghiêm cùng đạo nghĩa của danh sư, còn mặt mũi nào làm gương cho người khác, quỳ xuống cho ta. Quỳ xuống. Vưu Hư sững sờ, đang muốn nói chuyện, liền cảm giác đầu gối có một cỗ lực lượng đặc thù, mãnh liệt kích thích huyệt vị, đau đớn kịch liệt lập tức đánh tới. Phù phù. Chưa kịp trả lời, đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Thiên đạo chân khí che giấu ở trong cơ thể đối phương, nhất niệm là độc, hắn chế ngự dễ như trở bàn tay. Ngươi, sắc mặt lục phong tái xanh, cả người tựa như đáy nồi Mới vừa nói muốn mang về, liền để vưu hư quỳ dạp xuống đất. Quả thực chính là ở trước mặt tát tai, hơn nữa còn là loại cực kỳ vang dội. Lúc nào, tên tuổi đan viện viện trưởng của hắn không đáng giá như vậy. Trương Huyền, người thật muốn đối nghịch với ta ánh mắt âm lãnh lạnh lùng nhìn qua tựa hồ muốn đập tan thanh niên kia đối nghịch trương huyền lắc đầu ngươi còn không đáng để ta đối nghịch nói thật trước khi ngươi xuất hiện ta cũng không biết ngươi là cái dễ hành nào người mang thiên đạo thư viện dưới thiên đạo không gì không phá một đan viện viện trưởng nho nhỏ mà thôi không chủ động xuất hiện cũng không biết là ai còn đối nghịch ngươi thật suy nghĩ nhiều ngươi Lục Phong tức giận sắp muốn điên. "Được rồi, chẳng muốn nói nhảm với ngươi, y sư sinh tử đấu, còn không có kết thúc, ai cũng không thể dẫn hắn đi, đừng nói ngươi chỉ là đan viện viện trưởng, coi như viện trưởng đích thân đến, cũng vô dụng. Nếu không, chỉ có thể mang thi thể đi." Tùy ý khoát tay áo, Trương Huyền lười tiếp tục giải thích. "Thiên đạo chân khí xâm nhập cốt tủy đối phương, vư hư sống chết chỉ ở một ý niệm của bản thân, chẳng cần biết ngươi là ai, muốn mang đi, nằm mơ." Ngươi dám? Lục Phong cắn răng, vì sao không dám? Trương Huyền lắc đầu, nhìn về phía Vưu Hư. Hắn nói ta không dám, đến, nôn máu cho hắn nhìn xem. Chương 1482, Bối phận 2. Tiếng nói kết thúc, Vưu Hư quỳ trên mặt đất, lập tức cảm thấy nội tạng bị một cỗ lực lượng đặc thù khuấy động, nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ dưới chân. Ngươi! Thân thể nhoáng một cái, mắt lục phong tối sầm lại suýt chút nữa điên rồi quả thực chính là trắng trợn khiêu khích thế nào không phục đến vưu hư tiếp tục nôn đến hắn phục mới thôi trương huyền chắp tay sau lưng nhướng mày phốc 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 nghe được mệnh lệnh của hắn vưu hư không ngừng phun máu mới phun ra mấy ngụm vẻ mặt liền trắng bệch xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủm dừng tay thấy bằng hữu tiếp tục nôn nữa khẳng định sẽ chết Lục Phong tức giận đến phát điên, nhưng không có biện pháp nào. Lúc này, ngủ nữa cũng biết, vừa rồi lúc y sư sinh tử đấu, vị trương sư này, tất nhiên hạ xuống độc dược vô cùng lợi hại, nếu không, người sau không có khả năng nghe lời như thế, nói quỷ liền quỷ, nói nôn liền nôn. Ngay cả dũng khí phản bác cũng không có. Ngừng! Trương Huyền vẫy tay. Lúc này Vưu Hư mới đình chỉ hộp máu, thân thể mềm nhún, miệng lớn thở hổn hển, chỉ cảm thấy nửa cái mạng già không còn, từ khi trở thành danh sư, sống tiếp cận một ngàn năm, lúc nào nhận qua loại khuất nhục này. Thấy hắn dừng tay, Lục Phong vội vàng đi về phía trước, lấy ra một viên đan dược giải độc cho đối phương dùng. Vư hư thở hổn hển, nhịn không được lắc đầu. Mặc dù đan dược giải độc này lợi hại, nhưng đối với độc trên người hắn, lại không có chút hiệu quả nào. Độc mà đối phương lưu ở trong cơ thể hắn, đã chui vào phế phủ, địa phương chân khí cũng tu luyện không đến, bệnh tình nguy kịch, dược thạch vô dụng. Đáng giận, Lục Phong đứng dậy, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, răng cắn khanh khách rung động. Rất tốt, ngươi rất có bản lĩnh, nhưng ở đây, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi thắng y sư sinh tử đấu, nhưng Vưu Hư thân là danh sư Lục Tinh đỉnh phong, được học viện che chở, lấy thân phận của ngươi, còn không có tư cách quyết định sinh tử của hắn. Trương Huyền cau mày, mặc dù ngữ khí của đối phương không khách khí, nhưng hắn biết nói không sai. Y sư sinh tử đấu nhiều nhất để đối phương thân bại danh liệt giết chết vẫn chưa được bởi vì đối phương trừ y sư còn có thân phận danh sư mỗi một danh sư đều là trụ cột xã hội danh sư đường tốn hao vô số tài nguyên mới bồi dưỡng ra được nhất là đạt đến lục tinh đỉnh phong không làm ra sự tình tội ác tài trời vi phạm nhân tộc cùng cấp bậc ai cũng không có tư cách xử tử trừ khi danh sư thất tinh tự mình mở miệng hoặc trải qua tòa án danh sư thẩm phán nguyên nhân chính vì như thế hắn mới lợi dụng sư ngôn thiên bẩm muốn mê hoặc đối phương tự sát nếu thật chết rồi nói thành xấu hổ tự sát không có chứng cứ ai cũng không thể làm gì hắn mà bây giờ nếm qua một lần thiệt thòi còn muốn mê hoặc thành công rất khó ta có thể không giết hắn nhưng ta muốn mang hắn đi còn người khác có động thủ hay không chuyện liền không liên quan đến ta trương huyền vẫy tay mặc dù rất muốn chém giết tên này nhưng càng muốn để Ngụy Như Yên tự mình động thủ, tự tay xử lý cửu nhân giết cha. Mang đi, nơi này là danh sư học viện, người muốn dẫn đi một phó viện trưởng, có phải cảm thấy quá ngây thơ hay không? Lục Phong cười lạnh, người đây là không có ý định tuân thủ quy định sinh tử đấu. Trương Huyền cau mày, quy củ tự nhiên tuân thủ, có điều, sinh tử đấu kết thúc, thân phận của ngươi vẫn như cũ là học sinh của danh sư học viện, ta đường đường đại viện trưởng đứng đầu thập đại trưởng lão, ngăn cản một học sinh không tính là vi phạm quy củ a à? lục phong mắt sáng lên vừa rồi hai bên đang tiến hành y sư sinh tử đấu hắn nhúng tay là vi phạm quy củ hiện tại tỷ thí kết thúc đối phương lần nữa biến trở về thân phận học sinh hắn đường đường viện trường địa vị tôn sùng bất kể ngăn cản hay giáo huấn cũng không tính là không tuân theo quy định trái lại còn nghĩa chính ngôn từ vẻ mặt trương huyền khó coi đối phương nói không sai bất kể nói thế nào hắn cũng chỉ là học sinh, thầy trò có thứ tự, tôn ti có khác, ở trong học viện, lão sư ngăn cản, còn thật không có bất kỳ biện pháp nào. Dùng độc dược uy hiếp phư hư coi như cũng được, thật muốn hạ độc chết, tương đương với lấy thân phận danh sư tứ tinh, độc chết danh sư lục tinh, là phạm thượng, tất nhiên sẽ bị danh sư đường điều tra. Đến lúc đó, càng thêm phiền phức. Không hổ là đan viện viện trưởng, danh sư lục tinh đỉnh phong, chơi quy củ, so với hắn còn nhất lưu. Lưu Vưu viện trưởng lại, giải độc, còn đánh cược chiến thắng, ta sẽ bảo hắn cấp cho đền bù. Như vậy, ta sẽ thả ngươi rời đi, xem như hôm nay chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu không, thân là lão sư, giáo huấn một học sinh không nghe lời, truyền đến danh sư đường, không có người sẽ thay ngươi nói chuyện. Lục Phong khẽ nói, ngươi là quyết tâm muốn tìm ta phiền phức. Thấy đối phương không có ý định nhường đường, chỉ cần mình không đáp ứng liền sẽ tùy thời động thủ, ánh mắt Trương Huyền như băng quả nhiên, danh sư vô sỉ, so với hắn còn lợi hại hơn. Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Tìm phiền toái, ta cũng không phải tìm ngươi làm phiền, chỉ là giáo dục vãn bối mà thôi, nếu như bối phận của ngươi cao hơn ta, tự nhiên cũng có thể tùy ý giáo huấn ta. Lục Phong nở nụ cười. Bối phận đè chết người. Ngươi là học sinh, ta là lão sư, chỉ cái thân phận này, liền có thể ép ngươi không ngóc đầu lên được, ai cũng nói không được cái gì. Trương Huyền muốn nói cái gì, lại không biết trả lời như thế nào, đang xoắn suýt nên xử lý như thế nào, liền nghe dưới đài một lão giả gấp gáp gọi ầm ĩ lên. Trịnh trưởng lão, vương trưởng lão, lưu trưởng lão, các người cũng tới, không cần đi lên. Ngay sau đó tiếng gió chuyển đến, mấy thân ảnh nhảy tới. Lập tức một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lục viện trưởng, ba người tại hạ là khách khanh trưởng lão của võ kỹ học viện, hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt của học viện, không biết có phải cùng thế hệ với ngươi hay không? chương 1483, nhiệt xúc còn không bái kiến sư tổ. một Nghe được thanh âm này, Trương Huyền kìm lòng không được quay đầu, lập tức sững sờ. Không phải người khác, chính là đám người trịnh dương, vương dĩnh. Những tiểu tử này, không phải ở bên ngoài tu luyện sao? Lúc nào chạy đến nơi đây? Chạy đến nơi đây ngược lại cũng thôi, nhiều người như vậy, làm sao trà trộn vào mà không bị bắt? hắn cực kỳ kỳ quái, Lục Phong cũng không nghĩ tới, mấy người kia chạy tới chuyên môn hỏi ra lời này, sừng sốt một chút, nhưng vẫn nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta nghe tu viện trưởng nói qua ba người các ngươi, tuổi không lớn lắm, nhưng lý giải võ kỹ cực sâu, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, nhắm thẳng vào đại đạo. Là thiên tài trong thiên tài, có thể được tu viện trưởng coi trọng, đủ để chứng minh năng lực. Các ngươi là khách khanh trưởng lão của võ ký học viện, cũng là trưởng lão của danh sư học viện, tự nhiên cùng ta đồng thế hệ. Địa vị của khách khanh trưởng lão còn cao hơn trưởng lão bình thường. Mặc dù hắn là viện trưởng, bối phận cũng chỉ là trưởng lão, nói cách khác, cùng đối phương tương đồng, coi như tuổi tác lớn hơn, nhưng thực sự là người cùng thế hệ. Cùng thế hệ là tốt rồi. Đám người trịnh dương nhẹ gật đầu, xoay người nhìn về phía trương huyền cách đó không xa, đồng loạt đi tới trước mắt, quỳ dạp xuống đất. Học sinh trịnh dương vương dính, Lưu Dương bái kiến lão sư. A, à, Phó ký học viện mời ba vị khách khanh trưởng lão, lại là học sinh của Trương Huyền Trương sư. Học sinh của Trương sư, cùng Lục Phong viện trưởng đồng thế hệ, như vậy, Lục viện trưởng chẳng phải thấp hơn một đời. Đây rốt cuộc là cái tình huống gì? Chuyện này không chỉ tất cả lão sinh sửng sốt, chư vị lão sư, trưởng lão, viện trưởng của học viện đều ngứa ra tại nguyên chỗ, sự tình võ ký học viện mời khách khanh trưởng lão rất nhiều người đều biết cũng không ít người đi nghe giảng bài mặc dù tuổi tác của ba người này không lớn nhưng lý giải đối với tu luyện để cho người ta khâm phục không ngớt mời làm trưởng lão quả thực danh xứng với thực vốn cho rằng trình độ lý giải cao như vậy sẽ là một vị đại năng ẩn thế nào đó truyền thừa nằm mơ cũng không nghĩ tới lão sư là trương huyền hắn vẫn là tân sinh nhưng học sinh của mình thành trưởng lão học viện đây rốt cuộc là tình huống gì những người khác chỉ khiếp sợ lục phong viện trưởng ở trên đài thì người cũng như tên sắp điên rồi sao phong mới vừa phách lối nếu như người bối phận cao có thể tùy ý giáo huấn ta kết quả ba người này liền xông ra dựa theo trưởng lão cùng thế hệ trương huyền là lão sư của khách khanh trưởng lão há không phải gọi hắn là sư thúc vẻ mặt đen nhánh chỉ cảm thấy một hơi đặt ở ngực lục phong sắp thở không ra cái này gọi là chuyện gì? Sớm biết như thế, liền không nói ba người này cùng hắn ngang hàng. Cái này được rồi, nâng đá đập chân của mình, muốn cự tuyệt cũng khó khăn. Vẻ mặt như máu ứ động, nhẫn nhịn một hồi lúc này mới lên tiếng. Mặc dù Trương Huyền là lão sư của các ngươi, nhưng hắn vẫn như cũng là học viên của học viện. Nếu là học viên, khẳng định có lão sư, như vậy ta muốn hỏi lục viện trưởng một chút, gia sư bái ai là sư phụ? Trịnh Dương nhìn qua khuôn mặt Lục Phong cứng đờ. Trương Huyền này gần đây huyên náo xôn xao, hắn tự nhiên cũng nghe qua, đi tới học viện liền hôn mê, căn bản không có bái sư. Nói cách khác, mặc dù hắn vào học viện, nhưng không có nhận sư phụ. Không bái. Khuôn mặt hắn khó coi, lắc đầu. Gia sư có thể học viên không? Trịnh Dương tiếp tục hỏi. Lục Phong lần nữa dừng lại. Thẻ học viên cần bái sư mới có thể nhận lấy, học viên không bái sư mặc dù có thể nghe giảng bài, nhưng làm thẻ học viên liên quan rất nhiều học viện, khá là phiền toái, ít nhất cũng phải sau khai giảng 20 ngày. Hiện tại mới khai giảng năm, 6 ngày mà thôi, tự nhiên không có khả năng xử lý ra. Đã không có thẻ học viên, cũng không bái sư, vì cái gì nói là học viên của danh sư học viện ngươi. Có chứng cứ gì? Trịnh Dương tiếp tục nói. Lục Phong Á khẩu không trả lời được. Người ta ngay cả thẻ học viên cũng không có, càng không bái sư, nói cách khác, không có học tịch. Không có học tịch, sao có thể được xưng học sinh? Không phải học sinh, lại là lão sư của khách khanh trưởng lão, bối phận còn cao hơn ngươi, ngươi dám ngăn trở, chính là đại nghịch bất đạo, vũ nhục trưởng bối. Mặc dù hắn không có thể học viên, nhưng ở lại trong học viện, còn tổ kiến học hội. Tên này đến học viện không đủ 6 ngày, đã làm sập hai học viện, chơi đùa ra vô số sóng gió, bây giờ lại nói với ta, hắn không phải học sinh. Làm cái gì? Nếu như không phải học sinh, đã sớm đánh ra, có thể nào tùy ý làm ẩu như thế? Được rồi, Lục Phong hiền chất, ở lại học viện, ta là cầm lệnh bài của mi viện trưởng tổ kiến học hội, được vô số tân sinh nâng đỡ, không cần đến xoắn suýt. Trương Huyền mở miệng. Ngươi ngăn cản ta, biết là vì học viện tốt, cũng không trách ngươi, nhưng vưu hư này, giao đấu thua, ta vẫn còn muốn mang đi, ngươi làm vãn bối, cũng không cần tranh chấp hiền, chết, Nghe được đối phương nói như ông cụ non, lục phong viện trưởng suýt chút nữa ngất đi. Cho cái bậc thang, ngươi liền lên a hát. Muốn nói ngươi là viện trưởng, còn không lập tức chỉ điểm thiên hạ. Trịnh trưởng lão, vương trưởng lão lại là học sinh của trương sư. Xem ra vẫn là thân truyền. Mấy người triệu bính tuất, mi viện trưởng cũng cả đám mặt mũi choáng váng. Vốn cho rằng lục phong viện trưởng nhúng tay, vưu hư khẳng định có thể cứu, nằm mơ cũng không nghĩ tới, giết ra ba vị khách khanh trưởng lão. Rất hố người chính là, trương huyền này trực tiếp xưng hô lục phong viện trưởng là hiền chất. Tính như vậy, bọn họ chẳng phải cũng là vãn bối. Bớt ở chỗ này cùng ta bằng tư luận bối. Bất kể nói thế nào, người cũng chỉ là danh sư tứ tinh, hôm nay coi như nói ra hoa, cũng đừng hòng mang người đi. Biết nói tiếp, khẳng định sẽ đưa tới trong mương, rốt cuộc bò không được, lục phong khẽ nói. Mỗi tu luyện giả, bởi vì thể chất khác biệt, thiên phú khác biệt, bái sư cũng không giống nhau, nếu luận như vậy, đầu đâu cũng có sư phụ. Được rồi, lục phong viện trưởng, đường đường danh sư, học viện đại viện trưởng, ở đây dây dưa đến, dây dưa đi, còn thể thống gì? chương 1484, nghiệt xúc còn không bái kiến sư tổ. Hai, lời còn chưa dứt, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngừng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh nhạt như hoa lan rơi xuống. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Không phải người khác, chính là mỹ nữ lão sư hắn nhìn lần đầu tiên liền động tâm, Lạc Nhược Hy. Lạc sư? Thấy là nàng, Lục Phong viện trưởng vội vàng xoay người, ôm quyền nói. Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của danh sư học viện, nếu như tùy ý một ngoại nhân mang học viện phó viện trưởng đi, về sau còn làm sao bàn giao với danh sư đường? Lạc Nhược Hy nhíu mày, khoát tay áo bàn giao với danh sư đường như thế nào, mộc viên sẽ tự đi nói, không cần ngươi hao tâm tổn trí. cái này, vâng. vẻ mặt lục phong viện trưởng khó coi, nhưng vẫn gật đầu. mặc dù lạc sư này tuổi không lớn lắm, nhưng có thể là người của thánh nhân quý tộc lạc gia. ngay cả mộc viên mộc sư cũng giống như tùy tùng, hắn cũng không dám nói nhảm. thấy lục phong không nói nhiều, lúc này lạc nhược hy mới nhìn về phía trương huyền cách đó không xa. người có phải? đã lĩnh ngộ minh lý chi nhãn hay không? Không nghĩ tới nàng hỏi như vậy, Trương Huyền sửng sốt một chút, cũng không giấu giếm. Xem như thế đi, mới vừa rồi cùng Vưu Hư tiến hành y sư sinh tử đấu, từng sử dụng qua, hẳn là lúc đó bị phát hiện. Danh sư lục tinh mới có thể lĩnh ngộ minh lý chi nhãn. Nghe nói coi như thiên tri kiêu tử của thánh nhân quý tộc, cũng không thể lĩnh ngộ, trương sư nắm giữ. Nắm giữ loại thiên phú này, chỉ cần không vẫn lạc, thành tựu ít nhất cũng là danh sư bát tinh. Đúng vậy, lịch sử ghi chép, thiên tài lĩnh ngộ minh lý chi nhãn, tổng cộng 10 vị, trong đó 6 vị đạt đến cửu tinh, hai vị vẫn lạc, một vị bởi vì trọng thương, tu vi không cách nào tiến bộ, nhưng cũng đạt tới bát tinh. Còn có một vị, sau khi khảo hạch thất tinh, đã mất đi tung tích. Nghe nói là cùng dị linh tộc chiến đấu, trước khi chết, bạo phát thực lực danh sư cửu tinh. Bởi vì không thông qua danh sư đường khảo hạch, tình huống cụ thể ai cũng không biết. Nhưng có một chuyện có thể xác nhận, chỉ cần lĩnh ngộ loại thiên phú này, thành tựu tuyệt không thua kém bát tinh. Đáng sợ, nghe được Trương Huyền thừa nhận, dưới đài xôn xao. Minh Lý chi nhãn, mặc dù mệnh danh danh sư lục tinh có cơ hội mở ra, nhưng người chân chính có thể kích hoạt loại thiên phú này, ít càng thêm ít. Nhìn chung danh sư đường ghi chép, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trương Huyền thế mà lĩnh ngộ, khó trách bất kể luyện khí, Kinh hồng hay y thuật đều bộc phát ra năng lực vượt xa thường nhân. Loại thiên tư này, xem như thánh nhân quý tộc cũng khó gặp. Minh Lý Chi Nhãn, thân thể nhoáng một cái, Lục Phong viện trưởng càng giật nảy mình. Dưới đài rất nhiều lão sinh, đều biết loại thiên phú này mạnh mẽ, hắn làm sao không biết. Có thể nói, về sau thành tựu không thể đoán trước. Vì vưu hư muốn chết này, đắc tội một vị thiên tài siêu cấp như vậy. Đáng giá không? khó trách lạc sư sẽ thay hắn ra mặt nắm giữ loại thiên phú này về sau thành tựu vô hạn coi như thánh nhân quý tộc cũng phải giao hảo không dám đắc tội quả nhiên lạc nhược hy nhẹ gật đầu thân thể mềm mại nhoáng một cái bay xuống đài cao trương huyền đang kỳ quái đi lên ngăn cản lục phong chỉ vì hỏi câu nói này sao lập tức nghe được thanh âm nhàn nhạt của nữ hải vang lên bên tai buổi tối ta tới tìm ngươi nói xong thân thể mềm mại đi vào đám người mấy cái xoay chuyển biến mất không thấy gì nữa. Tìm ta, Trương Huyền cau mày, nắm giữ thiên đạo thư viện, hắn đối với bất kỳ người nào cũng có thể xem thấu, nhưng cô gái này lại tràn đầy xương mù. Được rồi, biết bất kể đối phương muốn làm gì, ban đêm tự sẽ biết, cũng không có gì có thể xoắn suýt, Trương Huyền không nghĩ nhiều nữa. Có lạc nhược hy mở miệng, Lục Phong không ngăn cản nữa, bàn giao đám người trịnh dương mang theo vưu hư đã bị độc chết đi sống lại, đi xuống dưới đài biết tên này ngay cả lục phong viện trưởng cũng bị thiệt thòi, lão sinh dưới đài nhao nhao nhường ra một con đường. Biết lần này huyên náo lớn như thế, có lẽ còn muốn đến danh sư học viện rất khó, trương huyền nhịn không được lắc đầu, có chút thất lạc. Mười đại học viện, hiện tại mới khiêu chiến luyện khí, kinh hồng, y sư, còn có bảy cái chưa qua, cứ như vậy đi, thực sự cảm giác quá mức thiệt thòi. Xem ra, về sau lại đến học viện, cũng chỉ có thể khiêu chiến. Không phải học sinh học viện, không có học phần cùng thẻ học viên, liền không thể tự do ra vào học tập, càng không thể an ổn khảo hạch. Mà muốn phụ tu chức nghiệp đi đến lục tinh, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là khiêu chiến. Tỷ như, muốn khảo hạch luyện đan sư, hoàn toàn có thể đi khiêu chiến toàn bộ học viện, chỉ cần không có ai hơn được bản thân, tự nhiên có thể được huy chương lục tinh. Chỉ muốn an ổn kiểm tra, vì sao khó như vậy? Nghĩ đến một khi khiêu chiến khẳng định gà bay chó chạy, toàn bộ danh sư học viện còn loạn hơn, Trương Huyền nhịn không được lắc đầu. Nói thật, hắn chỉ muốn làm học sinh, an ổn học tập, an ổn kiểm tra, kết quả. Vị đại viện trưởng này không cho phép, tước đoạt quyền lợi học sinh của hắn. Vậy được rồi, đi về nghỉ ngơi mấy ngày, quay đầu liền lần lượt khiêu chiến học viện một lần. Thuận tiện xóa chức nghiệp phụ tu, vì khảo hạch danh sư lục tinh làm chuẩn bị. Trong lòng cảm khái, bước nhanh ra ngoài, mới đi không xa liền thấy một thanh niên cầm thương vẻ mặt hưng phấn lao đến ngăn ở trước mặt ta rốt cục đột phá lạc diệp thương pháp đệ thập trọng đi đến nhân thương hợp nhất trương huyền ta muốn cùng ngươi tỷ thí có dám tiếp hay không thanh niên lay động trường thương phát ra tiếng long ngâm hổ khiếu mang theo khí thế lăng lệ không thể ngang hàng không phải người khác chính là tiết chân dương hôm qua nghe trịnh dương giảng bài vẫn bế quan rốt cục ở vừa rồi đột phá giảng buộc Nghe được Trương Huyền ở chỗ này, lập tức lao đến. Thương pháp đột phá, hắn muốn rửa sạch nhục nhã, trọng trấn danh tiếng chân dương hội. Ba, tiếng giống kết thúc, Trương Huyền vẫn chưa trả lời liền cảm thấy cái ót bị người quất một tát. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trịnh dương lão sư trầm thấp nhìn qua, vẻ mặt không vui. Nhiệt xúc, còn không bái kiến sư tổ. Trương 1485, nhà là hắn mua. Một, tiết chân dương ngẩn ngơ, trong mắt hưng phấn, thời gian nháy mắt biến thành biểu lộ muốn khóc, chỉ Trương Huyền giống như gặp quỷ, không thể tin được. "Sư, sư, sư tổ." Thời điểm hắn đi ra chân dương hội, đám người Trịnh Dương còn không có nhảy lên đài cao, do đó không biết, vị lão sư thương pháp của mình, sư thừa lai lịch đến cùng là ai. Mà bây giờ, đột nhiên nghe lão sư mở miệng, nói truyền thừa là Trương Huyền, đã kích kịch liệt, sắp muốn điên rồi. Thuộc hạ của mình, tìm Trương Huyền này phiền phức kết quả bị thuần phục, chân dương hội cũng nhận đả kích cực lớn. Vì báo thù, rửa hận, hắn mang thương rời học viện, du lịch bốn phương, mục đích đúng là đột phá lạc diệp thương pháp đệ thập trọng. Sau đó ở trên thương pháp vượt qua trương huyền, trọng trấn uy danh của chân dương hội, làm cho tất cả mọi người biết, tiết chân dương hắn vẫn là thiên tri kiêu tử, không người có thể thay thế. Phí hết tâm huyết, thật vất vả bái sư đột phá, nhưng nói cho hắn biết. Mình biến thành tôn nhi mẹ nó ta không muốn làm cháu trai ta muốn vượt qua hắn ta muốn rửa sạch nhục nhã ta muốn trở thành cường giả trong lòng điên cuồng hét lên ý nghĩ còn không có kết thúc cái ót lần nữa tê dần lại bị lão sư quất một tát chỉ chỉ cái gì một chút quy củ cũng không có đây chính là sư phụ lão nhân gia ta nói cho ngươi còn không mau quỳ xuống lề mề cái gì trịnh dương không vui nhìn thấy sư phụ muốn giới thiệu đồ tôn thiên tài cho hắn nhìn xem kết quả tên này một chút lễ phép cũng không có, trực tiếp phát ngốc, thật là thịt chó lên không được đại tịch. Lão nhân ra, khóe miệng tiết chân dương co giật, cảm thấy muốn hỏng mất. Trương huyền này chỉ có 20 tuổi, già chỗ nào? Lão nhân ra, trước ngươi nói như vậy, vẫn cho là sư tổ là danh sư 7-80 tuổi. Kết quả, lại là kẻ địch muốn đối phó. Cái này gọi là chuyện gì? Ta là khoe khoang khoác lác, muốn chiến thắng hắn hiện tại loại thân phận này làm sao so. Tiết chân dương sụp đổ, đám người long thương nguyệt xem náo nhiệt cũng nhoáng một cái. Tứ đại học hội bọn họ, hai cái sông pha chiến đấu đi tìm trương huyền phiền phức, một cái biến thành học đồ, một cái biến thành đồ tôn. Bối phận một cái so với một cái càng thấp. Người nói, chúng ta lại đi tìm phiền toái, có thể biến thành đồ chất hay không? Long thương nguyệt nuốt ngụm nước bọt, nói đùa cái gì đó, đồ chất, nói rõ bối phận còn cao hơn chúng ta ba bối phận người ta là viện trưởng thân truyền cao hơn chúng ta ba bối phận chẳng phải viện trưởng cũng thành đồ tôn đồng hân hừ lạnh một tiếng không nên diệt tự khí thế của mình chướng uy phong người khác nhưng tên này thực sự rất cổ quái long thương nguyệt nói là có chút cổ quái ngươi không cảm thấy như vậy mới có tính khiêu chiến sao đồng hân khác biệt con mắt tỏa ánh sáng nàng là thiên tài từ trước đến giờ không chịu thua, mặc dù Trương Huyền thoạt nhìn cực kỳ nghịch thiên, vượt xa cùng thế hệ, nhưng đối với nàng, càng thêm kích phát đấu trí. Khiêu chiến, được rồi, ta sợ khiêu chiến qua đi, thương nguyệt hội chúng ta không còn. Muốn khiêu chiến, vẫn là chính người tới đi. Long thương nguyệt lắc đầu liên tục. Nói đùa, tứ đại học hội, cái nào yếu hơn bọn hắn. Hai cái khiêu chiến, đều biến thành như vậy, thậm chí đường đường phó viện trưởng, cũng bị chỉnh nửa chết nửa sống hắn cũng không muốn lại chạm vào vũng nước đục này. Người đã không nhúng tay, ta liền đến, yên tâm đi, ta nhất định có thể tìm được nhược điểm của hắn, đánh bại hắn. Nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt đồng hân lấp lóe. Chỉ cần là tu luyện giả, liền có thiếu hụt, coi như trương huyền này nghịch thiên lại như thế nào. Nàng không tin đối phương hoàn mỹ. Chỉ phải cẩn thận quan sát, cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng có thể tìm được sơ hở. Đến lúc đó, đồng hân hội các nàng, tuyệt đối sẽ trở thành học hội lớn nhất toàn bộ học viện, lại không người có thể thay thế. Hồ yêu yêu minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, cũng khẳng định có thể thành kết quả. Người thu Tiết chân Dương làm đồ đệ. Đồng hân lời thề son sắt, nhìn Tiết chân Dương quỳ ở trước mắt, Trương Huyền cũng có chút choáng váng. Trịnh Dương làm sao thu tên này làm đồ đệ. Hơn nữa, khách khanh trưởng lão lại là chuyện gì xảy ra. Thiếu ra, là ta để hắn thu, tên này đóng học phí, nhất định muốn bái sư, trịnh dương cũng chỉ có thể nhận. Sợ thiếu ra nổi giận, tôn cường vội vàng đi tới, đưa tới một cái không gian giới chỉ. Đây là mấy ngày nay, đám người trịnh dương giảng bài lợi nhuận. Giảng bài, càng nghe càng kỳ quái, trương huyền cúi đầu nhìn về phía không gian giới chỉ, lập tức giật nảy mình. Chỉ thấy trong giới chỉ, linh thạch trung phẩm tích tụ như núi, chừng mấy trăm ngàn viên, coi như chuyển đổi thành linh thạch thượng phẩm, cũng tuyệt đối vượt qua 50 viên cái này con mẹ nó là đi cướp đoạt, hay là đi dạy học. Đúng vậy, là như vậy. Tôn Cường vội vàng nói sự tình đám người Trịnh Dương trở thành khách khanh trưởng lão một lần. Còn có loại sự tình này. Trương Huyền sững sờ, lập tức giật mình. Hắn truyền thụ đám người Trịnh Dương, mặc dù chỉ là công pháp và võ kỹ bản rút gọn, nhưng Huyền Diệu tuyệt đối vượt qua bí tịch cao minh nhất của thế giới này. Tiết Trân Dương, Tu Trường Thanh đều là danh sư, làm sao nhìn không ra lợi hại biết rõ ràng tình huống, bái thành khách khanh trưởng lão cũng là chuyện đương nhiên. Thiếu gia, để đám người trịnh dương thu đồ, tất cả đều là chú ý của ta, nếu như người mất hứng, của trách ta là được. chương 1486, nhà là hắn mua. 2. Thấy thiếu gia không nói lời nào, tôn cường có chút thấp thỏm. Mặc dù hắn cảm thấy thiếu gia nhìn thấy những linh thạch này, khẳng định sẽ động tâm, nhưng vẫn không dám xác định. Của trách, có gì có thể của trách, bọn họ thu đồ giảng giải tri thức đối với mình cũng là một loại củng cố cùng học tập trương huyền khoát tay áo học sinh học tập tri thức rất nhiều đều là kiến thức nửa vời nếu để cho bọn hắn giảng giải làm lão sư người khác liền sẽ lý giải càng thêm khắc sâu kiến thức càng thêm vững chắc do đó học sinh lẫn nhau thảo luận thậm chí thu đồ giảng bài cũng là cực kỳ cần thiết đám người trịnh dương thông qua lần giảng giải này khẳng định lý giải đối với tu luyện càng nhiều là chuyện tốt. Lại nói, cũng không chịu thiệt, nhiều linh thạch như vậy, đầy đủ tu luyện cùng tiêu xài một đoạn thời gian. Trước đó còn muốn bán đi một bộ phận địa mạch linh dịch, phụ cấp gia dụng, hiện tại xem ra, căn bản không cần. Chỉ là mấy tiểu tử kia giảng bài, tiền kiếm được liền đủ sai. Nhưng còn có chút sự tình phải sớm thông báo. Mấy người các ngươi làm lão sư, truyền thụ tri thức, ta không phản đối, nhưng làm chuyện gì hăng quá hóa giờ cũng không tiện, tri thức của chúng ta, bác đại tinh thâm, truyền thụ quá nhiều, ngược lại phiền phức. Làm người phải khiêm tốn một chút, phải học tập lão sư nhiều hơn. Vẻ mặt trương huyền nghiêm túc. Thiên đạo công pháp cực kỳ huyền diệu, dù chỉ là bản rút gọn, truyền đi, cũng sẽ gây nên sóng to gió lớn, làm không cẩn thận sẽ khiến vô số người ngấp nghé. Cho nên, vẫn là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Lão sư yên tâm, chúng ta chỉ giảng giải cơ sở, nội dung chính liên lụy đến sư môn, đều không có nói tỉ mỉ. Chúng ta đều rất biết điều. Đám người Trịnh Dương gật đầu. Cái này còn tạm được. Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Mấy người nói không lớn, ngoại nhân không nghe được, nhưng Tiết Chân Dương ở giữa thân thể nhoáng một cái, chỉ cảm thấy nước mắt không ngừng. Mẹ nó, còn có thể hảo hảo nói chuyện phiếm không? Tân Sinh 20 tuổi, vừa tiến vào học viện liền huyên náo long trời lở đất, tất cả lão sinh đều nổi điên. Ba tiểu gia hỏa 15 16 tuổi, thành danh sư học viện khách khanh trưởng lão. Các người con mẹ nó còn gọi là khiêm tốn. Cái này cũng gọi khiêm tốn mà nói, còn có cái gì gọi kiêu căng sao? Được rồi, đã thu học sinh, liền cẩn thận chỉ điểm. Mặt khác, mở nhiều hơn mấy tiết khóa, tranh thủ ở trong phạm vi toàn trường giảng giải, kiếm nhiều một chút tiền trở về. Các người cũng biết, tu luyện giả chúng ta cần tốn hao rất lớn. Giao phó xong, Trương Huyền nói, yên tâm đi thiếu gia. Tôn Cường vội vàng gật đầu. Quả nhiên hắn đoán đoán không sai, chỉ cần có thể kiếm tiền, bình thường thiếu ra sẽ không nói nhiều. Ân, trước đi nơi ở của vưu hư một chuyến, lấy một gốc linh dược. Biết đám người Tôn Cường có chừng mực, Trương Huyền không nói thêm lời. Hiện tại vưu hư bị hắn khống chế, trước lấy được thập diệp hoa, cứu ngụy như yên lại nói. Đã làm trễ nải hai ngày, tiếp tục trễ nải nữa, hắn sợ nàng sẽ không kiên trì nổi vư hư, hư sống chết không do mình, lại thêm thua y sư sinh tử đấu, trở nên biết điều hơn không ít, rất nhanh liền lấy thập diệp hoa đến. Dược vật tới tay, Trương Huyền đi đến khu tinh anh của mình. Chỗ ở phía ngoài thực quá nhỏ, còn không rộng rãi bằng nơi này, hơn nữa muốn dùng thập diệp hoa cứu chữa ngụy như yên, chỉ có thể đi chỗ linh khí nồng đậm, tiểu viện phía ngoài, rõ ràng không bằng nơi này. Đoàn người mới đến gần biệt viện khu tinh anh, liền thấy có người thủ ở bên ngoài, chính là đám người Hoàng Hưng, Chu Đồng trước kia an bài cho hắn chỗ ở. Mà lúc trước hắn để dụng cụ sinh hoạt ở bên trong, đều tích tụ trước cửa ra vào. Chuyện gì xảy ra? Trương Huyền nhướng mày. Trương sư, Lục Phong viện trưởng vừa ra lệnh, ngươi không phải học sinh học viện, không thể ở chỗ này, cho dù có lệnh bài của mi trưởng lão cũng không được. Chúng ta cũng hết cách rồi, chỉ phụng mệnh làm việc. Mong Trương sư thứ lỗi. Hoàng Hưng vội vàng tiến lên, đỏ mặt nói: Chuyện phát sinh ở y sư học viện, hắn đã biết, có điều, đây là mệnh lệnh của đan viện viện trưởng, đại diện viện trưởng của danh sư học viện, hắn cũng không dám vi phạm. Đành phải rời đây vật của Trương Huyền ra. Sắc mặt của Trương Huyền tái xanh. Không nghĩ tới tên này, ngăn không được mình, phía sau còn đang làm chuyện xấu. Nơi này có danh sư học viện lưu lại tụ linh trận, linh khí đầy đủ, có thể để cho thập diệp hoa tẩm bổ linh hồn của Ngụy Như Yên tốt hơn, một khi ra ngoài Tiểu viện kia chật hẹp như thế, coi như muốn cứu trị cũng không thi triển được a -hát. Nhưng đối phương làm cũng không sai. Trước đó đã nói, hắn không phải học sinh của học viện, đã không phải, tự nhiên không có tư cách ở chỗ này. Nên làm gì bây giờ? Xoa xoa mi tâm, đang muốn rời đi, chỉ thấy một trung niên ở dưới một lão sinh dẫn dắt đi tới. "Trương sư, người này nói muốn tìm ngươi." Giới thiệu một chút, lão sinh lui qua một bên trung niên nhân vội vàng ôm quyền xin hỏi vị này chính là trương huyền trương sư trương huyền nhướng mày ngươi là tại hạ ngọc thanh là quản gia của hoài vương phủ vương gia nhà chúng ta mua cho trương sư một tòa phủ đệ ngay ở bên cạnh học viện cố ý lệnh ta đưa tới cho ngươi mong ngài vui vẻ nhận lấy ngọc thanh quản gia nói xong đưa đến một cái hộp ngọc nhẹ nhàng mở ra bên trong trương bày khế nhà cùng khế đất phủ đệ cái nhà kia là vương gia của các ngươi mua. Cúi đầu nhìn thoáng qua vị trí khế đất, Trương Huyền xứng sở tại nguyên chỗ. Trương 1487, Hồ Yêu Yêu Thân Phận chân Thật một Trên khế đất ghi rõ địa chỉ, đúng là tiểu viện hắn cùng lạc thất thất, Hồ Yêu Yêu nhìn thấy kia. Trước đó liền nghi hoặc, đến cùng là ai muốn đưa mình phủ đệ, nghĩ rất nhiều người, làm sao cũng không ngờ tới là vị này. Hắn cùng hoài vương gia, không có gì gặp nhau, duy nhất chính là bọn người trịnh dương ở chỗ đối phương mấy ngày, thuận tiện tiếp người viên ra, viên đào đi. Nói trắng ra chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, gặp mặt một lần, đưa tặng biệt thự giá trị hơn trăm linh thạch thượng phẩm. Cái này, thủ bút này thật là quá lớn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trong người hắn quen biết, chỉ sợ cũng chỉ có người này mới có đại thủ đoạn như thế. Mặc dù đám người mà cao viễn là danh sư lục tinh, luận tài sản so với một vương gia quyền thế ngập trời, vẫn là kém rất nhiều. Vâng, quản gia Ngọc Thanh nhẹ gật đầu, vẻ mặt cung kính. Vô công bất thụ lộc, lễ vật này nhận lấy thì ngại. Trương Huyền lắc đầu, mặc dù hắn có ý nghĩ với biệt thự kia, nhưng cùng đối phương không có gì gặp nhau, vô duyên vô cớ thực sự khó mà tiếp nhận. Vương ra bàn giao, cần phải để Trương Sư nhận lấy, nếu không, thuộc hạ trở về, có thể sẽ bị quét dọn ra ngoài, thậm chí bị hình phạt. Ngọc Thanh vội vàng nói lại nói, tòa phủ đệ này là dùng họ tên của trương sư mua sắm, nếu như trương sư chối từ, thật không biết xử lý như thế nào. Trương huyền cau mày, hắn mới vừa nhìn, chủ nhân của khế đất cùng khế nhà, quả thực đã ghi tên của mình. Nói cách khác, vị vương gia này, sớm đoán được bản thân sẽ chối từ, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ngay cả sang tên cũng tiết kiệm. Thôi được, tôn cường, nhận lấy đi, đợi lúc rảnh rỗi, ta sẽ chuyên thăm hỏi vương gia, bày tỏ cảm kích." Trần chờ một chút, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Vừa vặn hắn đúng lúc không có chỗ ở, thứ hai, đây là chỗ ở cũ của Ngô Dương Tử, tìm kiếm bảo tàng phải tiến vào bên trong, đối phương đã có thành ý đưa tiến, cũng không cần phải đẩy tới đẩy lui. Cùng lắm thì tìm thời cơ, hỗ trợ chỉ điểm một chút, hoặc giải quyết tai họa ngầm gì đó, cũng coi như hồi báo. Kỳ thật, mục đích của đối phương, suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể rõ ràng nhìn chúng không phải bản thân mà là viên đào viên đào người mang long tê huyết thống một khi trở lại thánh nhân quý tộc tất nhiên sẽ được dốc sức bồi dưỡng trở thành cao thủ tuyệt thế chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi làm ân sư nhập môn của hắn địa vị có thể tưởng tượng được viên đào không cách nào kết giao kết giao mình tương đương với kéo lên đường dây với thánh nhân viên ra hồng viễn đế quốc sẽ càng ngày càng vững chắc thực không thu đối phương khẳng định sẽ còn nghĩ những biện pháp khác còn không bằng trực tiếp cầm, chấm dứt phiền phức. Đa tạ trương sư, vốn cho rằng còn phải nói nhiều vài lời, thấy trương sư trực tiếp đáp ứng, Ngọc Thanh quản gia hưng phấn gật đầu, chuyển giao khế nhà, khế đất cho tôn cường, lúc này mới ôm quyền. Thuộc hạ cáo từ, ân, trương huyền khoát tay áo, đã có địa phương mới, cùng đi qua đi, không có gì có thể trần chờ mang theo mọi người xoay người rời đi. Cái này... Đám người Hoàng Hưng thấy vừa vặn cự tuyệt trương sư, Hoài Vương ra liền tặng cho một tòa phủ đệ, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Vốn bọn họ nhận được lục phong viện trưởng bàn giao, là muốn trương huyền mất mặt, hiện tại. Người ta không những không mất mặt, còn tương đương quất một cái tát. Thật muốn bẩm báo tin tức này cho lục phong viện trưởng, người sau có thể thẹn quá hóa giận, đánh bọn hắn một trầu hay không? Cái này gọi là chuyện gì? sớm biết liền không nhúng vào vũng nước đục này không để ý tới đám người hoàng hưng xoắn suýt đám người trương huyền tôn cường rời đi học viện không lâu sau liền đến gần phủ đệ thiếu gia còn chưa tới đại môn liền mở ra một đám hộ vệ hạ nhân vội vã tiến lên đón vương gia lo lắng thiếu gia ở không quen chuyên môn phái chúng ta tới hầu hạ nha hoàn đầu bếp hạ nhân hộ vệ đầy đủ mọi thứ một người bộ dáng quản gia tiến lên đón. Làm phiền vương gia phí tâm. Trương Huyền gật đầu. Hoài vương gia này, thật là rất dụng tâm, nhà không nói, ngay cả hạ nhân cũng đưa, khá là hào phóng. Phủ đệ lớn như thế, không có hạ nhân, chỉ để tôn cường, đám người trịnh dương quản lý mà nói, quả thực rất phiền phức. Dù sao ân tình cũng đã nhận, nhiều một chút ít một chút, cũng không sao cả. Chỉ cần đến lúc đó, nghĩ biện pháp trả lại là được cùng quản gia này đi vào tiểu viện, Trương Huyền nhịn không được cảm khái. Khó trách trước đó đi ở bên ngoài, liền nghe được thanh âm có người làm việc, toàn bộ phủ đệ rực rỡ hẳn lên, hẳn là vừa vặn trang trí, phú quý mà không mất cao nhã, lộng lẫy mà không mất xa hoa. Xiêm nha cao trác, câu tâm đấu giác, bước đi ở bên trong, tựa như đi vào lâm viên to lớn. Trong viện linh khí nồng đậm, vừa nhìn liền biết bố trí tụ linh trận, mức độ đậm đặc so với khu tinh anh cũng không kém chút nào lợi hại trương huyền hài lòng nhẹ gật đầu nói thật vị vương gia này quả thực dụng tâm trước đó hắn cho rằng mua phủ đệ này tốn hao không ít hiện tại xem ra trang trí tốn hao khẳng định càng nhiều nếu hắn mua sắm khẳng định không thành như vậy tôn cường người cùng tử dực thiên hùng thú đi đón ngụy như yên tới đi đến đại sảnh hết thảy an bài ổn thỏa trương huyền phân phó vâng tôn cường nhẹ gật đầu xoay người rời đi để đám người trịnh dương trước giam vưu hư lại, Trương Huyền đi ra khỏi cửa phòng, đi tới trước một hoa viên. Thong thả tới lùi mấy bước, nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy thập diệp hoa ra, cắm ở trên mặt đất. Trương 1488, hội yêu yêu thân phận chân thật hai. Đây là nơi linh khí hội tụ nhất của toàn bộ phủ đệ, trồng dược liệu ở chỗ này, có thể duy trì mới mẻ tốt hơn, không đến mức khô héo. Sau khi trồng xong, tinh thần khẽ động, lại nhỏ mấy giọt địa mạch linh dịch, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dùng thập diệp hoa ôn dưỡng linh hồn, nhất định phải duy trì hoạt tính của nó mới được, nếu không, một khi đóa hoa khô héo, linh hồn tẩm bổ trong đó cũng sẽ tùy theo tử vong. Lại từ không gian giới chỉ lấy ra mấy chục cây trận kỳ, cắm ở bốn phía, bố thành trận pháp, phòng ngừa người bên ngoài bất ngờ xông vào. Làm xong những chuyện này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đi trở về phòng, chỉ thấy lạc thất thất cùng hồ yêu yêu tới. Lão sư, tòa phủ đệ này, thật là của ngươi. Lạc thất thất đến bây giờ cũng không tin. Cũng khó trách, nơi này thực quá hào hoa, thậm chí không kém hoàng cung, vô duyên vô cớ liền đưa cho lão sư, đổi lại ai cũng sẽ cảm giác giật mình. Trương Huyền gật đầu. Đi vào trong nói đi. Nói xong đi vào đại sảnh. Hai người nối đuôi nhau mà vào hồ yêu yêu người xác định nơi này chính là chỗ ở cũ của ngô dương tử tinh thần khẽ động trương huyền truyền âm qua xác định hồ yêu yêu gật đầu thấy nàng không chút do so dự trương huyền cau mày hắn cùng lạc thất thất tìm kiếm chỗ ở cũ của ngô dương tử mục đích là vì tìm kiếm bảo tàng mà ở trong đó không biết thay chủ mấy lần đủ loại trang hoàng sửa chữa lại cũng không biết kinh nghiệm bao nhiêu hồi cho dù có bảo tàng chỉ sợ cũng sớm bị người đào đi Trương Sư cố chấp tìm kiếm chỗ ở cũ của Ngô Dương Tử như thế, nếu ta đoán không sai, có phải là vì bảo tàng năm đó hắn lưu lại không? Đang suy tư, liền nghe thanh âm nhàn nhạt của Hồ Yêu Yêu vang lên. Bảo tàng, bảo tàng gì? Trương Huyền ra vẻ không biết. Các ngươi không cần giấu giếm ta, sự tình hai vị tìm được di thể của Ngô Dương Tử tiền bối, mặc dù luyện khí học viện không truyền ra ngoài, nhưng yêu nguyệt hội ta, có không ít học viên của luyện khí học viện, đã biết tin tức hồ yêu yêu nhìn qua tìm được thi thể tiền bối sự tình bảo tàng khẳng định cũng liền biết ngô dương tử tiền bối đã mất tích hơn 2.000 năm coi như tìm được thi thể người từ lâu qua đời làm sao có thể có tin tức bảo tàng gì trương huyền lắc đầu ha ha trước đó hỏi thăm ta chỗ ở cũ của ngô dương tử ta liền biết các ngươi đánh ý định gì chỉ là các ngươi không nói ta cũng không nói thẳng ra mà thôi hồ yêu yêu nhẹ nhàng cười một tiếng lần nữa khôi phục thần thái như yêu nghiệt. Các ngươi yên tâm, sự tình ngô dương tử tiền bối từng lưu lại bảo tàng, toàn bộ hồng viễn thành, chỉ có một mình ta biết, không cần lo lắng tiết ra ngoài. Ồ, ngươi đã nói như vậy, ta cũng muốn hỏi, đến cùng ngươi và ngô dương tử tiền bối có quan hệ gì, sao biết chuyện của hắn cặn kẽ như vậy? Thầy đối phương nói rõ, cũng không giấu giếm, Trương Huyền chẳng muốn ngụy trang nhìn lại. Nữ nhân này, khẳng định nơi này là chỗ ở cũ của Ngô Dương Tử, liền sinh lòng nghi hoặc, hiện tại lại nói ra bảo tàng, để hắn rất sinh nghi. Ta không nói ra, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Hồ Yêu yêu nhẹ gật đầu, đột nhiên hít sâu một hơi, chân khí vận chuyển. Ông, thân thể mềm mại thon dài chấn động, cơ bắp toàn thân giống như tản mát ra ánh sáng, khí tức tăng nhiều. Ngũ Diệu Kim thân, Lạc Thất thất kinh hô, nhịn không được cùng Trương Huyền liếc mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ đều tu luyện qua không phải cái khác, chính là bí tịch độc môn của Ngô Dương Tử. Ngũ Diệu Kim Thân, bộ công pháp luyện thể này, không phải nói sớm đã thất truyền sao? Vì cái gì Hồ Yêu Yêu biết? Hơn nữa nhìn bộ dáng, đắm chìm đã có thời gian không ngắn, đã đạt đến đệ nhị trọng, so với Trương Huyền cũng không kém chút nào. Không sai, đây là Ngũ Diệu Kim Thân. Hồ Yêu Yêu ngừng vận chuyển, gật đầu. Là tiền bối của ta lưu lại bí tịch độc môn. Tiền bối của ngươi? ngũ diệu kim thân không phải, chẳng lẽ, lạc thất thất sững sờ. Kỳ thật ta không phải họ hồ, mà là họ, ngô, hồ yêu yêu nói, ngô dương tử, chính là tiên tổ của ta. Người đã là hậu nhân của ngô dương tử tiền bối, vì sao phải sửa họ hồ? Trương huyền kỳ quái, ngô dương tử là luyện khí đại tông sư, địa vị tôn sùng, được người tôn kính, làm hậu nhân của hắn, vì sao phải mai danh ẩn tích? Không dám công bố không mai danh ẩn tích, sợ là một nhánh này của chúng ta, sớm đã bị người đuổi tận giết tuyệt. Hồ yêu yêu hừ lạnh, đuổi tận giết tuyệt, trương huyền cao mày, nơi này là danh sư học viện, có người dám động thủ với các ngươi. Hồng viễn đế quốc, có danh sư học viện, có danh sư đường, có người nào dám hạ thủ với hậu nhân của ngô dương tử. Nào chỉ là dám, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngô dương tử tiên tổ, dễ dàng bị người bắt đi như vậy ngay cả cơ hội truyền lại tin tức cũng không có. Hồ yêu yêu nhịn không được nói. Cái này, Trương Huyền trần chờ. Ngô Dương Tử bị bắt ở địa cung, hắn tiến vào, một mực có chút kỳ quái. Khôi lỗi trong đó, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là thánh giả nhất trọng, loại thực lực này ở Hồng Viễn Đế Quốc xem như không yếu, nhưng muốn đối phó một người bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá luyện khí sư thất tinh, chỉ sợ vẫn rất khó làm được. Chẳng lẽ, trong đó có bí mật gì không muốn người biết? Chương 1489, đi luyện đan học viện chơi đùa một. Luyện khí sư là chức nghiệp thượng cửu lưu, đối với tu vi yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, Ngô Dương Tử có thể có đại danh khí như thế, thực lực chân chính, kém cỏi nhất cũng là thánh giả nhất trọng đỉnh phong, lại thêm thân là luyện khí sư, đủ loại bảo vật dùng mãi không cạn. Không nói cái khác, coi như mi trưởng lão, Lục Phong viện trưởng cùng một chỗ tới, muốn chém giết, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Một đám khôi lỗi thánh giả nhất trọng, hắn bắt vào địa cung, trước khi chết cũng không có đi ra, bản thân liền có rất nhiều bí ẩn không thể tưởng tượng nổi, hiện tại nghe khẩu khí của Hồ Yêu Yêu, dường như biết chút ít gì đó. Ngô Dương Tử bị bắt, cũng không đơn giản như vậy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Huyền nhịn không được nhìn qua. Chuyện này liên quan quá lớn, ta không có chứng cứ xác thật, tạm thời còn không thể nhiều lời. Cho thấy thân phận, chỉ là muốn hỏi có phải vì tìm kiếm bảo tàng hay không? Nếu như đúng, có lẽ ta có thể giúp một tay." Hồ Yêu Yêu lắc đầu. "Ngươi đã là hậu nhân của Ngô Dương Tử Tiền Bối, cũng không có gì cần giấu giếm ngươi, chúng ta tìm chỗ ở cũ, quả thực là vì bảo tàng mà tiền bối lưu lại." Đối phương thừa nhận thân phận, Trương Huyền cũng không có gì cần giấu giếm, nhẹ gật đầu. Nhưng hắn cho tin tức cũng mơ hồ, chỉ nói lưu lại đồ vật trong chỗ ở cũ, cụ thể là cái gì? Ở nơi nào, chúng ta đều không rõ ràng. Mặc dù thừa nhận, nhưng không nói ra Ngô Dương Tử lưu lại khẩu quyết. Không phải hắn không tin Hồ Yêu Yêu, mà là liên quan quá lớn, hết thảy đều phải cẩn thận cho thỏa đáng. Vật lưu lại là cái gì, ta hẳn phải biết một chút, nhưng nơi này ta cũng đã tới rất nhiều lần, cũng không tìm được dấu vết bảo tàng. Vẻ mặt của Hồ Yêu Yêu cũng cực kỳ nghi hoặc. Thân là hậu nhân của Ngô Dương Tử, tổ tông liền lưu truyền tin tức bảo tàng, chỉ là địa phương mai táng cụ thể chỉ có tiên tổ biết được coi như nàng tới nhiều lần cũng không có phát giác được bất cứ dị thường nào chớ nói chi là tìm được đồ vật trước không vội nơi này đã là phủ đệ của ta không thiếu thời gian tìm kiếm khoát tay áo trương huyền không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa ngô dương tử từng nói ở chỗ địa long tam tinh trong nhà cũ chỉ cần tìm được để lên ba cây trận kỳ vật phẩm sẽ tự động nhảy ra địa long tam tinh là cái gì Hắn đến bây giờ cũng không rõ ràng, vị trí cụ thể tự nhiên không thể nào dò xét. Nhưng đã tìm được chỗ ở cũ, chỉ cần tìm kiếm, luôn có thể thành công, nhiều nhất chậm trễ chút thời gian mà thôi. Chỉ sợ, cái gọi là bảo vật, không chỉ tàng thai phá thánh đơn giản như vậy. Rõ ràng những chuyện này, hắn cũng biết, bảo tàng của Ngô Dương tử, chắc chắn sẽ không chỉ có tàng thai phá thánh đơn giản như vậy, nếu quả thật dễ dàng như vậy, liền không có khả năng xuất hiện hồ yêu yêu nói hậu nhân mai danh ẩn tích, không dám bại lộ chân diện mục. Lại hỏi hồ yêu yêu nói tin tức liên quan tới nhà cũ, niên đại xa xưa, lại thêm tòa phủ đệ này ít nhất thay đổi mười mấy chủ nhân, xem như hậu bối, cũng không thể nào biết được tình cảnh hơn hai ngàn năm trước. Suy nghĩ một chút cũng có thể rõ ràng. Nếu hồ yêu yêu biết những chuyện này, bảo tàng sớm đã bị cầm đi, làm sao có thể lưu đến bây giờ? Được rồi, các người trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, ta cứu chữa ngụy như yên lại nói hàn huyên một hồi tôn cường cùng thiên hùng thú mang ngụy như yên qua trương huyền không nói thêm lời nghênh đón tiếp lấy trải qua linh hồn tẩm bổ trạng thái của ngụy như yên tốt hơn hai ngày trước nhiều có điều vẫn hôn mê như cũ không có tỉnh lại hắn đặt nàng ở địa phương tập trung linh khí chuẩn bị ổn thỏa trương huyền bắt đầu cứu chữa vu hồn ly thể vận dụng pháp quyết chuyển rời linh hồn đối phương vào thập diệp hoa Toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thập Diệp Hoa Tẩm bổ hồn phách, cần thời gian nhất định, ít nhất cũng phải 3 ngày, cho nên không vội vã. Lấy ra địa mạch linh dịch, tẩm bổ thân thể ngụy như yên một phen, Trương Huyền nhíu mày. Địa mạch linh dịch chỉ có thể duy trì nhục thể của nàng không chịu đến tổn thương, muốn để nàng khôi phục sinh cơ, còn cần đoạn tục đan trợ giúp. Đoạn tục đan là đan dược 7 cấp, thực lực của hắn bây giờ khẳng định là luyện chế không ra hơn nữa đan phương luyện chế thứ này cũng rất nhiều dược liệu cũng đã tuyệt tích xem ra vẫn phải đi luyện đan học viện dạo một chuyến trương huyền thở ra một hơi kế trước mắt là phải đi luyện đan công hội một chuyến tăng năng lực luyện đan của bản thân học được cấp bậc lục tinh hướng tổng bộ xin đan phương đoạn tục đan sau đó lại tìm một vị luyện đan sư lục tinh hỗ trợ luyện chế khoảng cách ban đêm còn sớm đi luyện đan học viện một chuyến Thời điểm từ vân vũ lĩnh trở lại học viện, trời mới sáng lên không lâu, khiêu chiến y sư công hội, cùng vưu hư sinh tử đấu, nói đến phức tạp, trên thực tế cũng chỉ chừng nửa canh giờ. Về sau đi tới tòa phủ đệ này, an bài ở lại, cứu chữa ngụy như yên, một phen chơi đùa, hiện tại cũng chỉ vừa vặn giữa trưa, cách ban đêm lạc nhược hy ước định, còn có một đoạn thời gian rất dài. Audio điện tử võ tấn bền Tục ngữ nói báo thù không cách đêm, ở trên đài cao đã nói đi luyện đan học viện, nhàn dối cũng nhàn dối, không qua lượn một vòng, há không phải ra vẻ mình không đủ nghĩa khí. Nói chuyện không tính toán gì hết. Trong gian phòng rộng rãi của luyện đan học viện, vẻ mặt lục phong trầm thấp ngồi ở trong đó. Phía dưới, bốn lão giả vây quanh cái bàn, cả đám sắc mặt xanh xám. Tìm các ngươi tới, là muốn thương nghị một chút, làm sao cứu vư phó viện trưởng ra. Lục Phong nhìn quanh một vòng, Viện trưởng, vư phó viện trưởng rơi vào tình cảnh như thế, cũng là hắn gieo gió gặt bão, danh sư lấy tín làm gốc, nói không giữ lời, đồng thời hại chết một vị thánh giả, nộp lên tòa án danh sư mà nói, cũng đầy đủ phán tử hình. Một lão giả lắc đầu, lại nói, hắn ở trong y sư sinh tử đấu, đường đường chính chính thua người khác, coi như muốn cứu, cũng không có lý do, ta thấy vẫn là thôi đi. Nếu như Trương Huyền ở đây, khẳng định có thể nhận ra, nói chuyện chính là Chu Phó Viện trưởng Chu Kinh. Lúc trước thời điểm công khai khóa, chính là vị này tự mình bố trí sân bãi cho Lạc Nhược Hy. Thôi đi, nói đùa cái gì đó. Nếu như không phải vư phó viện trưởng trồng dược liệu thánh giả, người có thể luyện chế ra đan dược cấp 6 đỉnh phong. Thuật luyện đan của ngươi có thể đề cao nhiều như vậy. Một lão giả ngắt lời hắn. Không sai, vư phó viện trưởng có ân tình với luyện đan học viện chúng ta, không thể tùy ý hắn bị bắt đi như vậy, huống chi, vẫn là một học sinh. Lại một lão giả nói, chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý, nếu không, ai cũng có thể làm loạn, danh sư học viện còn thể thống gì. chương 1490, đi luyện đan học viện chơi đùa 2. Lão giả cuối cùng nói, luyện đan sư học viện giống như học viện khác, cũng có bốn vị phó viện trưởng. Ta biết phư hư có ân với chúng ta, nhưng chuyện này lỗi ở hắn, đối phương cũng dựa theo quy củ làm việc, y sư học viện cũng không nói gì, nếu chúng ta lại tìm phiền toái, ta sợ. Sẽ bị những người khác nói độ lượng thấp. Chu phó viện trưởng cao mày. Độ lượng thấp, hư, tên này mắt không trưởng ấu, ở trong học viện ngang nhiên không cho viện trưởng mặt mũi, không hào hảo dạy dỗ, chẳng phải người người đều cho rằng luyện đan học viện chúng ta dễ khi dễ. Lão giả thứ nhất nói. Rõ ràng là viện trưởng nhúng tay. Chu phó viện trưởng cao mày, nói còn chưa dứt lời, liền nghe lục phong viện trưởng vỗ bàn. Đủ rồi, để các ngươi tới, là thương nghị xử lý sự tình như thế nào, không phải cãi nhau. Lục phong buồn bực, hắn đường đường là đại diện viện trưởng của danh sư học viện, bị một gia hỏa 20 tuổi xem thường không nói, còn làm tiến thoái lưỡng nan, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy tức giận. Trương huyền này, vừa đến học viện, liền huyên náo dư luận xôn xao, gà chó không yên, mặc kệ hắn thiên phú thế nào, về sau tiềm lực như thế nào, danh sư học viện chúng ta cũng không cho phép có loại siêu thoát quản giáo này tồn tại. Thấy mọi người yên tĩnh, Lục Phong viện trưởng khoát tay áo. Lại nói, ở y sư học viện, hắn đã công khai thừa nhận, không phải học sinh, ta đã phái người quét dọn chỗ ở của hắn trong khu tinh anh, từ hôm nay trở đi, liền để hắn dọn ra ngoài, không cho phép bước vào nửa bước. Cái này, chu phó viện trưởng lo lắng. Viện trưởng, bất kể nói thế nào, Trương Huyền cũng được đám người mi viện trưởng, triệu viện trưởng coi trọng, làm như vậy. Có thể để bọn hắn bất mãn hay không? Coi như đối phương không phải học viên của học viện, nhưng được đám người mi viện trưởng coi trọng, ở chỗ này cũng không tính là gì, trực tiếp đuổi đi, há không phải xé toang ra mặt. Bất mãn, ta dựa theo quy củ của học viện làm việc, có thể có gì bất mãn? Lục Phong cười lạnh, tiểu viện chung quanh học viện, tắc đất tắc vàng, trước đuổi ra ngoài, để hắn không chỗ ở, lại nghĩ biện pháp dạy dỗ. Sắc mặt chu phó viện trưởng tái xanh, đang muốn tiếp tục khuyên can, liền nghe phía ngoài vang lên tiếng đập cửa. Viện trưởng, học viên năm thứ hai Hoàng Hưng cầu kiến. Vào đi, nghe được là Hoàng Hưng quản lý khu tinh Anh, biết sự tình khẳng định xong xuôi, lục phong nhẹ gật đầu. Hoàng Hưng gặp qua chư vị viện trưởng. Vừa vào cửa, nhìn thấy chính phó năm vị viện trưởng của luyện đan sư học viện đều ở đây, hoàng hưng giật nảy mình vội vàng ôm quyền sự tình để ngươi làm thế nào rồi lục phong nhìn qua bẩm báo viện trưởng ta đã quét dọn đồ vật của trương sư ra ngoài thu hồi biệt viện khóe miệng hoàng hưng co giật vội vàng trả lời làm không tệ lục phong hài lòng nhẹ gật đầu vuốt dâu một tân sinh muốn đấu với hắn vẫn thiếu chút hỏa hầu mặc dù băn khoăn thân phận danh sư không thể ngay mặt ra tay nhưng mượn uy vọng của hắn ở danh sư học viện thậm chí Hồng Viễn Thành, nhiều năm tích lũy, để một tiểu nhân vật không vượt qua nổi, vẫn rất nhẹ nhàng. Hiện tại hắn thế nào? Có phải chật vật tìm chỗ ở khắp nơi hay không? Nói cho thương hội, ai cũng không cho phép thuê, thậm chí bán ra, nếu không, ta sẽ tự mình đi tìm phiền phức. Lục Phong vung tay. Cái này. Hoàng Hưng trần chờ một chút. bẩm báo viện trưởng, hắn. Không đi tìm chỗ ở. Không tìm chẳng lẽ còn muốn ở lầy trong khu tinh anh không đi? Lục Phong cau mày. Không phải, ta vừa rời đồ vật của trương sư ra ngoài, hoài vương ra liền đưa hắn một phủ đệ, chiếm diện tích hơn 300 mẫu, trang trí tráng lệ, có thể so với hoàng cung. Sau đó, sau đó hắn liền chuyển vào. Vẻ mặt hoàng hưng đỏ lên. Hoài vương ra, tặng phủ đệ. Con mắt Lục Phong trợn tròn. Mới vừa nói đối phương bị đuổi đi không chỗ ở, người ta liền đưa một tòa biệt thự, Thật hay giả? Vâng, Hoàng Hưng gật đầu. Mặc dù không muốn nói, nhưng sự thật chính là như thế. Vị lục viện trưởng này thu chỗ ở của người ta, chẳng những không có bất luận tác dụng gì, còn hoàn toàn đắc tội người. Sắc mặt Lục Phong tái xanh, đang định hỏi chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một thanh niên vội vã đi đến. "Viện trưởng, không xong." Đúng là học sinh thân truyền của hắn. "Làm sao vậy?" Thấy đối phương hốt hoảng, Lục Phong cau mày, là Trương Huyền, hắn đến, hắn đến luyện đan học viện. Thanh niên gấp gáp hô lên. Chương 1491, tập thể lui khoác 1. Đến luyện đan học viện. Lục Phong viện trưởng sững sờ, lập tức hít mắt lại. Hắn đã không phải học viên của danh sư học viện, vì cái gì không có người ngăn cản. Đối phương đã không phải học sinh, sao có thể để hắn tùy ý ra vào. Hắn, nắm giữ lệnh bài của mi viện trưởng, triệu viện trưởng, Vệ viện trưởng, càng là lão sư của khách khanh trưởng lão, bối phận còn cao hơn lão sư. Chúng ta không ngăn cản được." Thanh niên đỏ mặt, danh sư học viện cũng không phải cấm địa gì, huống chi, đối phương còn cầm lệnh bài của trưởng lão bản viện, làm sao cản? Hắn đến luyện đan học viện làm gì? Biết đối phương nói có đạo lý, đừng nói học sinh, xem như hắn cũng không thể ngăn cản đối phương, Lục Phong sầm mặt lại. "Không biết, hắn tới học viện, trực tiếp đi tàng thư khố thanh niên nói. Tàng thư khố, lục phong viện trưởng cao mày. Hắn không có thẻ học viên, đi cũng vô dụng. Muốn tiến vào tàng thư khố, cần hai điều kiện, thẻ học viên cùng học phần, đối phương đại náo y sư công hội, học phần không thiếu, nhưng không có thẻ học viên, thậm chí không phải học sinh, coi như muốn vào, cũng vào không được. Hắn không tiến vào, mà đứng ở bên ngoài tàng thư khố. Ngẩn người, nói đến đây, trên mặt thanh niên lộ ra vẻ cổ quái ngẩn người lục phong cùng đám người chu phó viện trưởng đều sững sờ chỗ kia có cái gì đáng xem đúng vậy chính là cả người không nhúc nhích con mắt mở trừng trừng cái gì cũng không nói thanh niên nói mọi người nháy mắt vốn cho rằng tên này chạy đến luyện đan học viện làm gì kết quả chạy tới ngẩn người làm cái gì bây giờ còn ở chỗ đó không lục phong nhịn không được hỏi khi ta tới vẫn còn đã đợi hơn nửa canh giờ thanh niên gật đầu. Tên này đầu tiên là làm sập luyện khí học viện, sau đó lại khiêu chiến y sư tháp, để chúng hoàn toàn thay đổi, đột nhiên chạy đến tàng thư khố ngẩn người, khẳng định có lửa dối, chư vị theo ta qua nhìn một chút. Nghe nói tên này ngẩn ngơ nửa canh giờ, Lục Phong làm sao cũng cảm thấy không đúng, nhịn không được đứng dậy. Mặc dù cùng Trương Huyền chỉ gặp qua một lần, nhưng tình cảnh đối phương đúng lý không nhường người, ép hắn tiến thoái lưỡng nan vẫn rõ mồn một trước mắt. Cộng thêm trước đó còn chuyên môn nói qua, muốn tới khiêu chiến luyện đan học viện, không biết vì cái gì, trong lòng tràn đầy bất an, không tận mắt nhìn một chút, từ đầu đến cuối là không yên lòng. Vâng, bốn vị viện trưởng khác, nghĩ đến trương sư đủ loại cử động, khóe miệng cũng co giật, đồng thời đứng dậy. Trước đó, học viện khác sụp đổ, lung ta lung tung, bọn họ còn có chút may mắn, hiện tại gia hỏa này chạy đến học viện của bọn họ, một cảm giác nguy cơ vô hình bao phủ tới vội vã đi đến tàng thư khố, tốc độ của mấy người cực nhanh, không đến 10 phút đồng hồ liền đến gần. Giống như trước đây, kiến trúc tàng thư khố cao lớn, cao vút trong mây, không có dấu hiệu đổ sụp, cũng không thấy được nửa bóng người, lục phong nhịn không được thở phào nhẹ nhóm, quay đầu nhìn qua. Hắn ở đâu? Ta không biết, vừa rồi ngay ở chỗ này. Vẻ mặt thanh niên mê man chỉ về phía trước. Trước đó tên kia liền đứng ở trước tàng thư khố ngẩn người, làm sao bản thân vừa đi tìm viện trưởng, qua lại chẳng qua nửa canh giờ, ngay cả bóng người cũng không thấy. Bởi vì Trương Huyền danh khí rất lớn, vừa rồi nơi này có không ít người. Ta tìm người hỏi một chút. Dạo qua một phòng, không phát hiện nửa bóng người, thanh niên vội vàng đi đến một phòng ốc bên cạnh tàng thư khố. Nơi đó có học viên trông giữ tàng thư khố, đều là sinh viên năm thứ ba, tới làm việc ngoài giờ. Còn chưa tới gần, liền nghe kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng mở rộng, hai thanh niên đi ra. Hồ húc, nhận ra một cái bên trong, vội vàng đi tới gần. Lục Huy học trưởng, hồ húc ôm quyền. Các người đây là, đi nơi nào? Nhìn thấy trên người đối phương cõng hành lý, Lục Huy kỳ quái. Ở tàng thư khố làm việc ngoài giờ, cơ bản phải ở chỗ này một học kỳ, mới khai giảng mấy ngày, cõng hành lý ra ngoài làm gì? Bẩm báo học trưởng, mới vừa rồi nghe được trương sư giảng một tiết khóa, chúng ta hiểu ra, cảm thấy mình không thích hợp luyện đan, cho nên. Ta muốn rời khỏi nơi này, đi học những nghề nghiệp khác. Hồ Húc nói. Giảng bài. Con mắt Lục Huy nhịn không được trợn tròn, mấy người Lục Phong cũng kìm lòng không được nhìn qua. Gia hỏa kia ở đây giảng bài. Vâng, trương sư đứng ở chỗ này một hồi, bắt đầu giảng bài, ta may mắn nghe được, lúc này mới phát hiện, chức nghiệp luyện đan, mặc dù là cao nhất trong thượng cửu lưu, nhưng ta căn bản không thích hợp học tập, những năm này đều là phí thời gian. Hồ Húc cười khổ lắc đầu, vẻ mặt thất lạc. Trương sư giảng bài Bác Đại tinh thâm, để cho người ta nghe một hồi, được lợi rất nhiều. Mặc dù hắn học tập luyện đan cũng có một đoạn thời gian, nhưng nghe xong khóa mới hiểu được, căn bản không thích hợp học cái này. Coi như về sau miễn cưỡng học tập, cũng sẽ càng ngày càng khó, không thể tiến bộ. Đã như thế, còn không bằng lập tức bỏ qua. Dù sao danh sư học viện có 9 đại chức nghiệp phụ tu không học luyện đan, còn có thể học tập cái khác, chung quy có thích hợp bản thân, đồng thời có thể nhanh chóng tiến bộ. Người cũng cảm thấy không thích hợp học tập luyện đan. Nghe xong Hồ Húc nói, Lục Huy nhịn không được nhìn về phía học viên năm thứ ba khác đi cũng hắn kia. chương 1492, tập thể lui khóa 2. Ta cũng không thích hợp, cáo từ. Nói xong, hai người cũng không ngừng lại, xoay người rời đi. Cái này, thấy hai người rời đi, tàng thư khố không học sinh trông coi, mấy đại viện trưởng hai mặt nhìn nhau, đang không biết như thế nào cho phải, chỉ thấy mấy học sinh đi tới, trên người đều cõng hành lý. Thích viện phó, mấy người kia, hình như là học sinh thân truyền của người A. Thấy rõ ràng bộ dáng mấy người, một vị phó viện trưởng nhịn không được nói. Mặc dù bọn họ là viện trưởng, địa vị tôn sùng, nhưng cũng thu không ít học viên, xem như thân truyền. Vâng, chính là thân truyền của ta, đám người thư vĩnh ninh nhận ra được thích viện phó gật đầu bọn họ cũng cóng hành lý chẳng lẽ cũng cảm thấy không thích hợp luyện đan vị phó viện trưởng này khóe miệng co giật làm sao có thể thích viện phó lắc đầu thư vĩnh ninh ở trong học sinh kỳ trước giảng dạy không tính là thiên phú cao nhất nhưng cũng sắp xếp trước mấy đối với luyện đan lĩnh ngộ cực cao đợi một thời gian luyện đan sư lục tinh ở trong tầm tay làm sao có thể không thích hợp học tập thư vĩnh ninh là một trong mấy học sinh kiệt xuất nhất của hắn nếu như đối phương cũng không thích hợp học tập luyện đan bọn họ thu hầu như không có người thích hợp vậy hắn vị phó viện trưởng này nghi hoặc cõng hành lý rõ ràng giống như hồ húc vừa rồi không phải rời luyện đan học viện thì là cái gì ta qua hỏi một chút sắc mặt thích viện phó tái xanh hừ một tiếng đang muốn đi qua vị học sinh gọi thư vĩnh ninh kia hình như thấy được hắn vội vã tiến lên đón lão sư đi tới gần thư vĩnh ninh ôm quyền ngươi làm gì đó thích viện phó hít mắt lại bẩm báo lão sư học sinh muốn chào từ biệt ngài đầu gối thư vĩnh ninh mềm nhún quỳ dạp xuống đất từ biệt ngươi cũng cảm thấy không thích hợp luyện đan thích viện phó cảm thấy cả người muốn nổ tung tự nhiên không phải mà là ta cảm thấy chương trình học của lão sư không quá thích hợp ta tiếp tục học tập khó mà tiến bộ còn không bằng rời đi không chậm trễ lão sư tuyển nhận tân sinh. Thư Vĩnh Ninh có chút xấu hổ, cổ tay khẽ đảo, lấy ra ngọc phù chương trình học của đối phương. Lão sư có thể lựa chọn học sinh, học sinh cũng có thể lựa chọn lão sư, đây là hai chiều. Khóa của ta, không thích hợp ngươi." Thích viện phó ngẩn ngơ. Hắn là luyện đan sư học viện phó viện trưởng, một tay luyện đan thuật không kém lục phong viện trưởng bao nhiêu, là luyện đan sư lục tinh đỉnh phong chân chính. Tên này lại muốn sa thải chương trình học của hắn. Vâng, vừa rồi nghe chương sư giảng bài, giờ mới hiểu được cái gì gọi là luyện đan, mặc dù lão sư giảng không tệ. Nhưng so sánh với hắn, vẫn kém không ít, mong lão sư thứ lỗi, hiện tại ta liền gia nhập Huyền Huyền hội, đi nghe chương sư giảng bài. Nói xong đưa qua Ngọc Phù chương trình học, thư Vĩnh Ninh đứng dậy, xoay người rời đi. Tiếp nhận Ngọc bài, cả người thích viện phó cứng ngắc, trên mặt không ngừng giật giật, sắp muốn điên rồi đường đường luyện đan sư lục tinh đỉnh phong, thế mà bị lui khóa ở trước mặt mọi người. Hơn nữa còn nói thẳng, giảng bài kém rất nhiều. Mẹ nó, đây là trần trụi làm mất mặt a hát. Lão sư, chúng ta cũng tới lui khóa, thực sự không tiện. Bài giảng của trương sư, để cho người ta hiểu ra, mặc dù chỉ nghe một hồi, cũng đã biết, hắn làm lão sư của ta, mới có thể đi được càng xa, tiến bộ càng nhanh. Còn không có đợi hắn hết buồn bực, mấy học viên trước đó đi theo Thư Vĩnh Ninh, cũng vội vã đi tới, từng người đưa tới ngọc bài của bản thân. Trước đó những người này, vì có thể lên lớp của hắn, cả đám vắt nhọn đầu, đủ loại kích động, hiện tại thế mà chủ động lui khóa, sợ mình không đáp ứng, để thích viện phó phát điên. Không đúng a à hát, nhìn xem rất nhiều học sinh lui khóa xong cao hứng bừng bừng rời đi, khóe miệng lục phong co quắp, đi tới gần. Có phải người giảng bài xuất hiện vấn đề gì, để trương huyền này bắt được chuôi, tân sinh muốn tập thể lui khóa hay không. Học sinh cùng một chỗ lui khóa, chỉ có một khả năng, chính là lão sư giảng xảy ra vấn đề. Một khi xuất hiện loại tình huống này, danh vọng của lão sư bị hao tổn không nói, toàn bộ học viện, danh khí cũng giảm kịch liệt. Luyện đan sư học viện, sở dĩ mệnh danh thứ nhất danh sư học viện, bởi vì nhiều người học tập luyện đan, trọn vẹn hơn 6 vạn người. Nếu những người này đều muốn lui khóa, toàn bộ học viện sẽ trong nháy mắt sụp đổ, thời gian nháy mắt từ thứ nhất 10 đại học viện, biến thành thứ nhất đếm ngược. Ta, không có vấn đề a hát. Nghe được nghi ngờ, trên mặt thích viện phó đắng chát, cả người có chút bối rối. Hắn giảng bài, tuân thủ tiêu chuẩn luyện đan sư một cách nghiêm chỉnh coi như không quá kinh diễm, nhưng sẽ không có bất kỳ sai lầm gì, làm sao sẽ xảy ra vấn đề, để học sinh nghe xong một tiết khóa của người khác liền chủ động lui khóa. Vậy kia là chuyện gì xảy ra? Lục Phong cau mày, đang muốn nói tiếp, chỉ thấy mấy học sinh vội vã đi tới. "Viện trưởng, bọn họ hình như đều là thân truyền của ngươi." Thích viện phó nói. Lục Phong nhẹ gật đầu. "Mấy người kia giống như Lục Huy, đều là học sinh thân truyền của hắn, đã giảng dạy nhiều năm." "Yên tâm, ta giảng bài không sai, học sinh của ta tuyệt sẽ không giống như học sinh của ngươi." Đoán chừng là vì sự tình Trương Huyền muốn bẩm báo với ta. Thấy mấy người đi tới, Lục phong viện trưởng nhẹ gật đầu, đang muốn hỏi thăm, chỉ thấy mấy người đi tới đồng thời quỳ dạp xuống đất. Cảm tạ lão sư những năm này giáo dục, chúng ta muốn. Lui khóa, chương 1493, tự mình chạy một. Lục phong nhoáng một cái. Mới vừa lời thề son sắt, lớp của hắn không có vấn đề, những người này liền đến lui khóa, mặt không phải đánh như vậy a à. Vì cái gì? Lục phong cố nén lửa giận, cắn răng nhìn qua bẩm báo lão sư nghe xong bài giảng của trương sư cảm thấy những năm này học tập luyện đan một mực sống uổng thời gian phí hoài thanh xuân cho nên mong lão sư thành toàn mặc dù lui khóa lão sư vẫn như cũ là lão sư của ta học sinh không dám nửa phần bất kính cũng không dám đối nghịch với ngài một học sinh cắn răng nói không có so sánh không có thương tổn nghe xong trương sư khóa mới biết được cái gì gọi là luyện đan giờ mới hiểu được những năm này đi theo lục phong viện trưởng đi không biết bao nhiêu đường quanh co. Nếu sớm theo trương sư học, chỉ sợ hiện tại sớm đã là luyện đan sư lục tinh, thậm chí cao hơn. Mặc dù lui khóa, sẽ để cho danh tiếng của lão sư tổn thương, nhưng vì tiền đồ, cũng chỉ có thể từ bỏ. Sư có thể lựa chọn học sinh, học sinh cũng có thể lựa chọn lão sư, chỉ cần không làm ra sự tình vi phạm lão sư, có thể tự do lựa chọn lui khóa, học sinh dự thính mà thôi, cũng không phải thân truyền sống uổng thời gian, phí hoài thanh xuân. Lục phong lão đảo, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, tùy thời không thở nổi. Hắn đường đường viện trưởng, luyện đan đại tông sư lợi hại nhất toàn bộ hồng viễn đế quốc, tự mình giảng bài thế mà bị nói. Sống uổng thời gian, tâm của ta, phổi của ta. Tên này đến cùng nói cho các người cái gì, có thể để các người thần hồn điên đảo như thế, bội phục như thế. Tốt, ta cho các người lùi khóa, các người phải nói cho ta biết, Trương Huyền ở nơi nào? Sắc mặt tái xanh, một giọt máu tươi phân tán nhỏ lên rất nhiều ngọc phù, Lục Phong nói. Học sinh có lựa chọn của mình, đối phương đã nói thành như vậy, cưỡng cầu thu làm học sinh nữa, cũng không có mặt a. À. Trương sư dạy xong khóa liền đi luyện đan lâu, hình như muốn khảo hạch luyện đan sư Lục Tinh. Học sinh nói chuyện suy nghĩ một chút nói. Luyện đan lâu? Lục Phong nhíu mày, không tiếp tục để ý mấy gia hỏa lui khóa này nữa, quay đầu gọi đi qua nhìn một chút. Luyện đan lâu là địa phương tương tự y sư tháp của luyện đan học viện, luyện đan sư có thể ở đây giao lưu, khảo hạch luyện đan sư, thậm chí tiến hành đủ loại khiêu chiến. Để Lục Huy ở chỗ này chờ, Lục Phong mang theo mấy vị phó viện trưởng vội vã tới gần. Giống như y sư tháp, nơi này cũng có mấy tầng, nguy nga đứng sừng sững là kiến trúc tiêu chí của học viện. Đập vào mắt, lầu các vẫn còn, cũng không đổ sụp, cũng không có bất kỳ hỗn loạn gì, mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lấy tính khí của Trương Huyền, đi đến chỗ nào chỗ đó sập, coi như lục phong, tưởng tượng một chút cũng hơi hoảng sợ. Đi vào, điện đường rộng rãi, cực kỳ yên tĩnh, cầu đan, bán đan hoàn toàn như trước, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Chẳng lẽ không đến? Hai mặt nhìn nhau. Sự tình y sư tháp, bọn họ đều nghe nói qua, chỉ cần Trương Huyền xuất hiện, liền không có đồ vật không sập, đã tới qua nơi này, sao sẽ một chút động tính cũng không có. Không khoa học a -Hát, ta đi hỏi xem. Trần chờ một chút, thích viện phó đi ra phía trước, giữ chặt một học viên. Nơi này vừa rồi, có chuyện kỳ quái gì phát sinh không? Thích viện trưởng, nhận ra đối phương, học sinh giật nảy mình, lập tức suy tư một hồi. Không có, cái gì cũng không có phát sinh. Không phát sinh, thích viện phó khoát tay áo. Người đi đi. Vâng học viên vội vã rời đi. Ta xem chúng ta lo lắng có chút sư thừa, Trương Huyền kia bất kể nói thế nào, cũng chỉ 20 tuổi mà thôi, coi như lý giải y sư, luyện khí rất nhiều, cũng không thể biết luyện đan như lòng bàn tay. Trước đó để cho người ta lui khóa, chỉ sợ là vận khí. Lại hỏi mấy người, quả thực không phát hiện chuyện kỳ quái gì, lúc này thích viện phó mới thở phào nhẹ nhóm, cười khanh khách đi trở về. Chỉ mong như vậy, Lục Phong viện trưởng gật đầu, mặc dù không phát sinh cái gì, nhưng hắn từ đầu đến cuối có loại dự cảm bất tường. Gia hỏa này, nếu là đèn đã cạn dầu, cũng không khiến toàn bộ học viện nhức đầu như thế. Đi đàn phòng khảo hạch luyện đan sư lục tinh nhìn xem. Suy nghĩ một chút, mấy người đi tới địa phương luyện đan lâu khảo hạch luyện đan sư, nơi này giống như vừa rồi, xa yên tĩnh, không có biến hóa chút nào. Gọi lão sư chịu trách nhiệm quản lý đan phòng tới. Vừa rồi có người tới khảo hạch luyện đan sư không? lục phong cũng không vòng vo trực tiếp mở miệng không có a hát ta trước sáng sớm liền đến đến bây giờ không có người tới không biết tại sao viện trưởng lại hỏi như vậy vị lão sư này lắc đầu thật không có người đến lục phong có chút không dám tin tưởng mấy học sinh vừa rồi lui khóa rõ ràng nói hắn tới khảo hạch luyện đan sư lục tinh sao sẽ không đến đan phòng thật không có người đến chỗ này của ta có ghi chép viện trưởng không tin có thể xem một chút. Thấy viện trưởng có chút cổ quái, vị lão sư này vội vàng lấy ghi chép ra. Lật một lần, phát hiện buổi sáng xác thực không có người đến, Lục Phong cùng mấy vị phó viện trưởng liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, thích viện phó nói đúng, coi như tên này có thiên phú y sư rất mạnh, nhưng năng lực luyện đan sư cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Người tổng có sở trường, sở đoàn, muốn đều nghịch thiên, liền bất khả tư nghị phí công lo lắng một trận. Không sao, người đi về nghỉ ngơi trước, nếu có người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi tới, nhất định phải lập tức bẩm báo ta. chương 1494, tự mình chạy hai Lục Phong bàn giao một tiếng. Vâng, vị lão sư này lên tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì? Đúng rồi, viện trưởng, khảo hạch luyện đan sư Lục Tinh, có vẻ như không chỉ chỗ ta, tổ đường cũng có thể đi. Tổ đường, điều đó không có khả năng tổ đường là chuẩn bị cho người biện đan độ khó biện đan ngươi cũng không phải không biết xem như ta cũng chưa hẳn có thể thông qua khảo hạch một luyện đan sư lục tinh mà thôi ai sẽ bỏ gần tìm xa đi tìm phiền toái lục phong lắc đầu khảo hạch luyện đan sư có hai loại phương thức loại thứ nhất chính là trung quy chung của luyện chế ra đan dược phẩm cấp đối ứng tỷ như khảo hạch luyện đan sư lục tinh nhất định phải luyện chế ra đan dược cấp 6. còn có một loại phương thức cái kia chính là biện đan. Biện đan phải đi tổ đường, tổ đường kết nối tổng bộ của luyện đan sư, bên kia điều động luyện đan sư lục tinh, tri thức như biển, lý giải đối với luyện đan, hiểu rõ so với nhóm người mình còn thâm hậu hơn nhiều lắm, để bọn hắn ra đề, trả lời vấn đề của bọn hắn, hơn nữa không có sai lầm. Khó! Đừng nói một tiểu gia hỏa 20 tuổi, coi như hắn tích lũy 7-800 năm, cũng làm không được. Nói cách khác, chỉ cần là tu luyện giả, đều chỉ chọn luyện chế đan dược, mà tuyệt sẽ không lựa chọn biện đan độ khó càng lớn. Phải, vị lão sư này nghĩ cũng có đạo lý, nhẹ gật đầu. Mặc kệ có khả năng hay không, ta cảm thấy vẫn phải đi tổ đường nhìn một chút. Thích viện phó xen vào nói, "Ân, dù sao đã tới chỗ này, cũng không quan tâm mấy bước." Lục Phong lần nữa bàn giao vị lão sư kia, nhìn kỹ đan phòng, mấy người đi đến tổ đường. Tổ đường ở một bên khác của đại điện Khoảng cách không xa, không lâu sau liền tới gần. Giống như đan phòng trước đó, cực kỳ yên tĩnh, bởi vì hầu như không có người nào tới khảo hạch, cũng không phái người thủ hộ. Mấy vị viện trưởng đẩy cửa đi vào, gian phòng đèn đuốc sáng trưng, giống như trước đây không biến hóa quá nhiều. Không biến hóa, không có người đến qua. Thích phó viện thở dài một hơi. Chỉ cần không sập, liền không có vấn đề gì, nói rõ tên kia chưa từng tới, tâm không khỏi an ổn không đúng. Lời còn chưa dứt, con mắt của chu phó viện trưởng trợn tròn, giống như gặp quỷ. Làm sao không đúng, nơi này đều hoàn hảo không chút tổn hại. Thích viện phó nghi hoặc. Trong tổ đường, thiết lập 10 tấm truyền tin bích to lớn, kết nối tổng bộ, bức tường hoàn hảo không chút tổn hại, không xuất hiện bất kỳ vấn đề, hẳn là không người đến qua a hát. Những truyền tin bích này không có vấn đề, nhưng các người nhìn truyền tin Ngọc Phong. Chu phó viện trưởng chỉ chỉ mọi người đồng loạt nhìn về phía trước. Trong tổ đường không chỉ có truyền tin bích, còn có truyền tin Ngọc Phong, cái trước có thể đưa tin cho luyện đan sư lục tinh ở tổng bộ, cái sau truyền tin cho luyện đan sư thất tinh ở tổng bộ. Lúc này trên truyền tin Ngọc Phong, ánh sáng lưu truyền, dường như còn biểu hiện ra một ít dư ôn, hình như có người mới vừa dùng không lâu. Có người dùng qua, chẳng lẽ, trương huyền này thật tới, hơn nữa không đưa tin cho luyện đan sư lục tinh, mà trực tiếp đưa tin cho thất tinh. Điều đó không có khả năng, đưa tin cho luyện đan sư Thất Tinh, vậy thì khảo hạch là luyện đan sư Thất Tinh. Thông qua biện đan, khảo hạch luyện đan sư Thất Tinh là không thể nào hoàn thành. Lục Phong, đám người thích viện phó đồng thời lắc đầu. Truyền tin Ngọc Phong, là đưa tin cho luyện đan sư Thất Tinh, đã không phải khảo hạch Lục Tinh, mà là Thất Tinh, Trương Huyền kia là một tân sinh, tiểu gia hỏa 20 tuổi mà thôi, làm sao có thể khảo hạch luyện đan sư Thất Tinh? đoán chừng là cầu lấy một ít đan phương cấp 7. Dừng lại một chút, một vị phó viện trưởng nói: "Đưa tin cho luyện đan sư thất tinh, chỉ có hai loại khả năng, một, khảo hạch luyện đan sư thất tinh, hai, hướng luyện đan sư thất tinh cầu đan dược đan phương cấp 7." Mặc kệ cái nào, muốn khởi động truyền tin Ngọc Phong đều cần 10 đan dược cấp 6 trở lên làm thế chấp. Tên này ở đâu có nhiều đan dược như vậy?" Vị phó viện trưởng kia nhịn không được nói. Luyện đan sư thất tinh bề bộn nhiều việc, không phải ngươi muốn quấy nhiễu liền có thể quấy nhiễu. Muốn khởi động truyền tin Ngọc Phong liên hệ, nhất định phải có thủ lao đối ứng, mà cái này chính là đan dược cấp 6. Chỉ có lấy ra 10 viên đan dược cấp 6 trở lên, mới có thể khởi động bình phong, đây là quy định, nguyên nhân chính là như thế. Tổ đường của luyện đan học viện thành lập không biết bao nhiêu năm, nhưng có rất ít người câu thông luyện đan sư thất tinh. Không phải bởi vì không dám, mà là đánh đổi thực sự quá cao. Trương huyền này, coi như thiên tư vô song, nhưng cũng chỉ là thanh niên chừng 20 tuổi, mua nhà cũng tốn sức, làm sao có thể một hơi lấy ra 10 viên đan dược cấp 6. Nhưng những truyền tin Ngọc Phong này trước đây không lâu mới khởi động qua, cũng là nói có người lấy ra 10 viên đan dược cấp 6, đồng thời cùng luyện đan sư thất tinh đối thoại. Chu phó viện trưởng nhịn không được nói. Mặc dù không tin, nhưng truyền tin Ngọc Phong lại khởi động qua, có thể nhìn ra không làm được giả. Chẳng lẽ Nghĩ đến cái gì, con người của Lục Phong đột nhiên co rụt lại, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy một bóng người vội vã vọt vào. Viện trưởng, viện trưởng không xong. Là trung niên khoảng 40 tuổi, lão sư trưởng quản đan dược phòng. Làm sao vậy? Lục Phong nhíu mày, vội vàng nhìn qua. Đan dược phòng, trừ vị viện trưởng, lão sư luyện chế đan dược cấp 6, tất cả đều, tất cả đều. Vị trung niên nhân này giống như gặp quỷ, bờ môi không ngừng run dày đan dược làm sao? Thấy hắn nửa ngày nói không ra lời, thích viện phó nhịn không được hỏi. Trung niên nhân một bộ muốn khóc. Tất cả đều, tự mình chạy. chương 1495, Lục Phong phát điên một. Tự mình chạy, tự mình chạy là có ý tứ gì? Lục Phong cùng bốn vị phó viện trưởng khác đều ngẩn ngơ. Luyện đan sư lục tinh, luyện chế đan dược, loại trừ lưu một chút cho mình sử dụng, dư thừa đều sẽ lấy ra bán, những dược vật này, bình thường đều sẽ đặt ở đan dược phòng, có lão sư chuyên môn, dựa theo giá cả thống nhất bán ra. Vị trung niên nhân này, chính là lão sư chịu trách nhiệm chuyện đó. Tài sản của tất cả luyện đan sư lục tinh trong luyện đan sư học viện, có thể nói đều đặt ở đan dược phòng, người bây giờ lại chạy tới nói với chúng ta, đan dược tự mình chạy. Nói đùa cái gì đó? Thật sự là tự mình chạy. Bờ môi trung niên nhân run rẩy, tràn đầy lo lắng, nhưng không biết giải thích như thế nào có thể trở thành lão sư học viện, hắn nắm giữ thực lực danh sư lục tinh, để người thực lực như thế, nói chuyện cũng không rõ ràng, đủ thấy gặp phải sự tình để hắn khiếp sợ bao nhiêu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khuôn mặt Lục Phong trầm xuống, nhịn không được trách mắng. Nói rõ chi tiết sự tình một lần. Là như vậy, vừa rồi ta ở trong đan dược phòng, kiểm tra đan dược, kết quả. Những đan dược này đột nhiên bay lên, thẳng tắp vọt ra khỏi phòng, cứ như vậy biến mất trung niên nhân vội nói. Đan dược tự mình bay đi. Năm vị viện trưởng, cả đám trợn mắt hốc mồm. Đan dược cấp 6, giống như vũ khí linh cấp, mặc dù đã có linh tính, nhưng không nhận chủ, làm sao có thể tự mình chạy loạn. Mà muốn để đan dược nhận chủ, so với vũ khí nhận chủ càng khó, coi như luyện đan sư luyện chế ra cũng rất khó làm được, huống chi là ngoại nhân. Mấu chốt nhất là, để nhiều đan dược như vậy đồng thời nhận chủ, chuyện này hoàn toàn không có khả năng a hát. Trước khi đan dược bay lên, có người tiến vào đan dược phòng không? Lục Phong nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi. Có một thanh niên chừng 20 tuổi đi vào, nói muốn tùy tiện nhìn xem, mỗi đan dược đều đụng một cái, nhưng hắn một viên cũng không có mua, không lâu sau liền đi. Suy nghĩ một chút, trung niên nhân nói: Có thể mua nổi đan dược cấp 6 cũng không nhiều, sáng hôm nay lại đến một người, tự nhiên nhớ rõ ràng. Thanh niên chừng 20 tuổi có phải bộ dáng này hay không ngón tay lục phong điểm một cái chân khí ở không trung hiển hóa ra chân dung một người chính là trương huyền tu vi đi đến thánh giả chân khí đã có thể làm ra rất nhiều sự tình không tưởng tượng nổi loại hiện ra chân dung này là một cái trong số đó chính là hắn trung niên nhân vội vàng gật đầu quả nhiên tất cả đều nhoáng một cái lục phong suýt chút nữa điên rồi một mực lo lắng Trương Huyền sẽ biến luyện đan học viện thành y sư học viện, đủ loại phòng bị, kết quả. Người ta không làm sập một kiến trúc nào, mà là tịch thu hang ổ của bọn hắn. Vì luyện chế những đan dược cấp 6 kia, toàn bộ luyện đan sư công hội, hao tốn không biết bao nhiêu, tiêu hao không biết bao nhiêu vật tư, có thể nói, mấy vị viện trưởng bọn họ, trước khi đan dược không có bán ra, đều là mắc nợ một đống. Hiện tại được rồi, ngón tay đụng một cái, những đan dược kia toàn bộ nhận chủ mang đi. Đây là muốn để tất cả luyện đan sư lục tinh của luyện đan sư công hội phá sản a AH. hát. Luyện đan lâu sập, chỉ cần có tiền, còn có thể trùng kiến, hơn nữa, danh sư học viện, luyện đan sư công hội, đều sẽ gánh chịu một chút, nhưng những đan dược này biến mất, mấy vị viện trưởng bọn họ, từng cái trở nên một nghèo hai trắng không nói, ngay cả dạy học sinh cũng không có bất kỳ vốn liếng gì. Lục phong che ngực, tâm của ta, phổi của ta, gan của ta. Đi qua nhìn một chút. Mấy người vội vã đi đến đan dược phòng, khi thấy toàn bộ kệ thuốc rỗng tuếch, cả đám mặt như giấy trắng. Đan dược tự mình bay đi, không có chứng cứ xác thực, coi như tìm Trương Huyền, chỉ cần tên này không thừa nhận, bọn họ cũng không có cách nào. Vừa rồi thanh niên tới đụng vào đan dược kia đi nơi nào. Người biết không, Lục Phong thực sự nhịn không được, lần nữa nhìn về phía trung niên nhân. Hắn, hình như đi đan sư đường. Suy nghĩ một chút, trung niên nhân gật gật đầu. Đan sư đường, lục phong nhoáng một cái. Xong, lại không quản cái khác, thằng tắp phóng ra ngoài, mấy vị phó viện trưởng khác cũng giống như gặp quỷ, vội vàng đuổi theo. Đan sư đường, chính là địa phương luyện đan sư đi học, tất cả học viên học tập luyện đan, đều ở nơi này. Một khi tên này chạy tới, giảng bài giống như ở tàng thư khố. Hóa, chỉ sợ toàn bộ luyện đan học viện sẽ không có người tên này đi luyện khí sư học viện, y sư học viện, mặc dù làm sập kiến trúc, nhưng làm cho hai học viện này danh khí càng lớn, để càng nhiều người đi học tập hai chức nghiệp này. Nhưng nếu giống như ở tàng thư khố, tất cả mọi người chạy tới lui khóa, tất cả lão sư mất học sinh. Luyện đan học viện cũng xong. Một học viện, học sinh là thứ nhất, lão sư không còn học sinh, còn có thể gọi lão sư sao? Mẹ nó, cầm đi tất cả đan dược cấp 6 không nói, còn muốn tất cả học viên rời đi. Đây là muốn đoạn căn bản của luyện đan sư học viện AH. Lục Phong che ngực, tâm của ta, phổi của ta, gan của ta, thận của ta. Chương 1496, Lục Phong phát điên khai Mấy vị phó viện trưởng nhanh như điện chớp, như là gió lốc, mười mấy hô hấp liền đến đan sư đường, chỉ nhìn thoáng qua, tất cả đều muốn khóc. Chỉ thấy đan sư đường trước đó dòng người như nước, Giờ phút này trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con lăn tăn, hầu như không có người. Mấy vạn người ở đan sư đường hình như bị người chuyển không, ngay cả quỷ ảnh cũng không thấy. Ngô lão sư, học sinh đâu? Học sinh ở chỗ này đâu? Tìm một vòng, rốt cuộc tìm được một lão sư, Lục Phong nhịn không được tiến lên. Ngô lão sư, Ngô Điền, luyện đan sư Lục Tinh, trưởng lão học viện. Viện trưởng ngươi tới thật đúng lúc ta đang định chào từ biệt ngươi. Không trả lời hắn, Ngô lão sư một bên thu thập hành lý, một bên nói: "Chào từ biệt." Lục Phong cứng đờ, vẻ mặt lo lắng. "Chẳng lẽ bởi vì Trương Huyền kia?" "Đúng vậy." Ngô Điền gật gật đầu, cười cười. "Vừa rồi ta nghe Trương sư giảng bài, hiểu ra, đã bái hắn làm thầy, từ giờ trở đi không còn giữ chức trưởng lão luyện đan học viện nữa, mà đi Huyền Huyền hội làm một hội viên bình thường." cố gắng tiềm tu, tranh thủ sớm ngày đột phá. Bái hắn, làm sư, bờ môi lục phong co lại, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tới. Có thể để cho vị ngô điền này dạy cho mấy vạn người, đủ thấy địa vị ở luyện đan học viện, nhân vật như vậy. Thế mà bái trương huyền làm sư, con mẹ nó người đùa ta sao? Không chỉ như thế, còn muốn đi huyền huyền hội làm một hội viên bình thường. Hội em gái người A-Hát. Huyền huyền hội là một tổ chức học sinh mà thôi, người một trưởng lão chạy qua làm gì. Được rồi, không nói nhiều nữa, cáo từ. Đang khi nói chuyện, Ngô Điền thu thập xong hành lý, xoay người rời đi. Ngô trưởng lão, không vội, người bái trương huyền làm sư, vậy các lão sư khác đâu? Đan sư đường chúng ta tổng cộng hơn 340 vị lão sư, đều đi nơi nào? Thấy hắn muốn đi, lục phong vội vàng hô. Mặc dù ngươi là trưởng lão, ở học viện rất trọng yếu, nhưng chỉ cần các lão sư khác vẫn còn đi một hai cái không tính là gì nhưng làm sao nơi này rỗng tuếch học sinh không nhìn thấy lão sư cũng tìm không được a à, những lão sư kia bái sư còn sớm hơn ta cả đám tặc vô cùng sớm liền chạy tới huyền huyền hội nghe giảng bài không tán gẫu nữa nếu không làm trễ nải chương trình học ta liền rơi ở phía sau ngô điền vung vung tay ánh mắt lộ ra vẻ mạnh mẽ càng đi càng xa bóng người rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa đều bái, bái sư. Thân thể nhoáng một cái, Lục Phong đặt mông ngồi dưới đất, không còn phong độ cùng tư thái của viện trưởng. Tê liệt a hát, lấy đi đan dược, học sinh không nói, ngay cả lão sư cũng lấy đi làm đồ đệ. Sớm biết như vậy, người còn không bằng làm sập luyện đan học viện chúng ta, hiện tại học sinh lão sư mất hết, còn giữ học viện có ý nghĩa gì? Lục Phong cùng tứ đại phó viện trưởng, đều cảm giác sắp khóc. Viện trưởng, nếu không phải ngươi nhất định muốn lẫn vào sự tình của vưu hư, ta cảm thấy. Học viện chúng ta nhiều nhất sập một chút, hiện tại. Làm sao bây giờ? Chu phó viện trưởng thực sự nhịn không được, mở miệng nói. Cái này, lục phong chảy nước mắt. Đổi lại trước đó, nói học viện sập một chút, hắn khẳng định sẽ đánh đối phương tơi bời, mà bây giờ, thật như vậy tuyệt đối sẽ mở cờ trong bụng. Luyện đan học viện, mệnh danh thứ nhất trong danh sư học viện, là bởi vì học sinh nhiều, lão sư nhiều, hắn cũng từ đó có thể trở thành đứng đầu thập đại trưởng lão, đại diện học viện viện trưởng. Mà bây giờ, toàn bộ học viện chỉ còn dư lại mấy người bọn hắn, chỉ huy một mình, chỉ sợ ngay cả kinh hồng viện cũng không bằng. Cái này gọi là chuyện gì? Trái tim, phổi, lá gan, thận, hiện tại ngay cả bàng quang cũng nhịn không được đau đớn. Đi qua nhìn một chút, ta không tin, hắn chỉ là một học sinh, thật có thể để luyện đan sư học viện chúng ta, hơn 300 lão sư, hơn 6 vạn học sinh khăng khăng một mực. Trong lòng buồn bực, Lục Phong cắn răng, lần nữa đứng dậy. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là danh sư Lục Tinh, tùy thời có thể đột phá, để hắn bội phục một tiểu nhân vật không tới 20 tuổi, nằm mơ. Được, thấy hắn kiên trì, chủ phó viện trưởng không nói thêm lời, mấy người theo ở phía sau, đồng loạt đuổi theo ngô lão sư. Đi tiếp cận 20 phút, tới khu tân sinh, cũng chính là tổng bộ của huyền huyền hội. Từ xa nhìn lại, người ta tấp nập, một mảnh đầu người, không biết có bao nhiêu. Chỗ cửa lớn, ba học sinh năm thứ tư thủ ở bên ngoài, có tay cầm trường thương, có cầm đại đao, tinh khí 10 phần. Chính là đám người ưng cần, bạch diện lúc trước đánh cược thua. Sau cửa lớn, là một tên mập, ngồi ở trên ghế, tay cầm một cái giỏ trúc, đùi to mập, không ngừng lắc đến lắc đi, thấy mấy người tới, lập tức tiến lên đón. Ai ra, đây không phải lục viện trưởng sao, muốn đi vào nghe giảng bài có thể, mỗi người một viên linh thạch thượng phẩm. Công bằng công chính, già trẻ không gạt. Ngươi nói cái gì? Ra mặt lục phong lay động, suýt chút nữa phát nổ. Lục phong viện trưởng, mọi người cùng là trưởng lão học viện, ta cũng không cần khách sáo, liền xưng hô ngươi một tiếng sư huynh đi. Lục sư huynh, hiện tại lão sư đang truyền thụ luyện đan tinh diệu, muốn vào, liền giao tiền, đây là quy củ, cũng là tôn trọng đối với nghề nghiệp nhà giáo. Tôn cường tôn thúc, cũng là theo quy củ làm việc, chúng ta làm vãn bối, đừng làm khó dễ thúc thúc của ta. Nghe được cãi lộn, trịnh dương đi ra, liền ôm quyền nói. Sư huynh, tôn cường, tôn thúc, còn làm vãn bối. Lục phong mắt tối sầm lại. Mẹ nó, lúc nào ta so với mập mạp chỉ biết lấy tiền, cũng kém một đời. Trường 1497, đan viện xong, hai hợp một một chúng ta không phải tới nghe khóa trương huyền mê hoặc học viên của luyện đan sư học viện chúng ta tới xem một chút hắn đến cùng dùng thủ đoạn người không nhận ra gì biết tiếp tục xoắn suýt bối phận đối phương khẳng định sẽ nói ra một đống lớn đạo lý lục phong hất ống tay áo bớt nói nhảm nghe giảng bài liền nghe giảng bài nói đường hoàng như vậy làm gì hiện tại mặc kệ ngươi nói ra hoa muốn đi vào cũng phải nhất định đưa tiền nếu không ta hô lên đoán chừng rất nhiều học sinh đều muốn nhìn anh tư hiên ngang của ngươi một chút tôn cường duỗi lưng bĩu môi nói ngươi lục phong tức đến sắc mặt đỏ lên siết chặt nắm đấm nếu thật để cho tên này kêu lên không cần nghĩ hắn cũng không cần làm đại viện trưởng nữa chỉ riêng mất mặt cũng có thể mất chết viện trưởng chúng ta vẫn là đi vào trước lại nói biết viện trưởng không có cách nào trả lời chu phó viện trưởng vội vàng tiến lên đưa tới 5 viên linh thạch thượng phẩm. Cho! Cái này còn tạm được. Ánh mắt tôn cường sáng lên. Thành viên trong huyền huyền hội không thể lấy tiền, bên ngoài tới nghe khóa, lại không có mấy cái. Luyện đan sư học viện xông tới mấy vạn học sinh, lão sư, cơ bản đều là nhập hội. Thật vất vả bắt cái oan đại đầu, tự nhiên phải dọa dẫm một chút. Dù sao đối phương cùng thiếu gia đã trở mặt, mình khách khí làm gì? đường đường luyện khí sư học viện viện trưởng chắc hẳn cũng không dám ở trước mặt nhiều học sinh như vậy gây khó dễ với thúc thúc của khách khanh trưởng lão nếu thật xé toan tốt nhất dễ dàng để thiếu ra hả giận lúc chưa tên này là cực kỳ phách lối a a à, thấy chu phó viện trưởng cho linh thạch lục phong tức đến run rẩy lại không để ý tới tôn cường mặt mũi hưng phấn nhấc chân đi vào trong địa phương của huyền huyền hội rất rộng rãi mặc dù đã dung nạp mấy vạn người nhưng thoạt nhìn không tính chen chúc, đi về phía trước mấy bước, lục phong nhịn không được dừng lại, con ngươi co rụt. Lỗ đan sư, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đằng sau đám người, một lão giả đang hai mắt sáng lên nhìn phía trước, nghe được thanh âm, xoay đầu lại, không phải người khác, chính là. Túc lão nổi danh luyện đan sư học viện, lỗ ất lỗ đan sư. Vị lỗ đan sư này coi như không có tuổi tác lớn như vưu hư, nhưng cũng không kém lắm, tuyệt đối vượt qua 900 tuổi, là công thần cùng nguyên lão chân chính của luyện đan sư học viện. Bởi vì không cách nào đột phá, 30 năm qua một mực ở trong biệt viện an dưỡng, rất ít ra ngoài, coi như hắn tổ chức đan viện đại hội, cũng không có xuất hiện qua. Làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây? Xuyệt, đừng nói chuyện, nhanh nghe giảng bài. Diệu, thật là diệu, luyện đan có thể sử dụng loại phương pháp này, quả thực không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Khoát tay áo, lỗ ất đan sư không để ý tới viện trưởng, tiếp tục nhìn phía trước. Lỗ đan sư, lục phong sạm mặt, đang muốn nói chuyện, liền bị thích viện phó bên người kéo một chút. Viện trưởng, người xem quần áo của lỗ đan sư. Quần áo, chỉ nhìn thoáng qua, khóe miệng lục phong co giật. Vị túc lão của luyện đan sư học viện này, mặc quần áo vẫn là danh sư bào, chỉ là trên ngực thêu ba chữ to huyền huyền hội, rất hiển nhiên, ngay cả hắn. Cũng gia nhập, không chỉ lỗ đan sư, viện trưởng ngươi xem thích viện phó lại chỉ. Lục Phong vội vàng nhìn lại, lập tức thấy được mấy bóng dáng quen thuộc trong đám người. Bạch Đan sư, hắn không phải xa nhà du lịch sao? Để hắn giảng bài một lần cũng không nguyện ý, làm sao? Mặc y phục của Huyền Huyền hội. Nhậm Đan sư, Thanh Hỏa luyện Đan pháp của hắn, hiện tại cũng là chương trình học lưu hành nhất học viện, là một trong mấy đan sư cống hiến lớn nhất cho học viện, đứng hàng học viện danh nhân bảng. Cũng gia nhập Huyền Huyền hội. Cầu đan sư, ta còn cùng hắn học qua. Mỗi nhìn thấy một người, trên mặt lục phong viện trưởng liền đen hơn một phút, nhìn xong tất cả mọi người, cũng cảm thấy có chút điên rồi. Luyện đan sư học viện, một chút lão gia hỏa về hưu, hắn bình thường mời cũng không mời nổi, làm sao đều chạy đến nơi đây, tự nguyện gia nhập huyền huyền hội. Học sinh này tổ chức học hội, vậy mà có tác dụng hơn lời nói của một viện trưởng. Mấu chốt nhất là, nghe giảng bài nghe như mê như say. Quả thực điên rồi. Viện trưởng, cái kia, có phải Lục Huy hay không? Ngay thời điểm Lục Phong cảm giác sắp bạo tạc, thích viện phó lại chỉ. Lục Phong nhoáng một cái, chỉ thấy trong đám người, một thanh niên vẻ mặt đang hưng phấn nhìn lên đài, hai mắt tỏa ánh sáng, giống như thấy được thần tượng của mình. Không phải học sinh thân truyền Lục Huy vừa rồi bẩm báo hắn, thì là ai? Vừa rồi thời điểm từ tàng thư khố đi luyện đan lâu, không cùng tên này một chỗ lúc nào chạy tới nơi này trên người mặc quần áo huyền huyền hội lại là cái quỷ gì lúc này mới rời bao lâu chẳng lẽ đã làm phản rồi lục huy hắn nhịn không được trách mắng một tiếng nghe được thanh âm lục huy mới phát hiện lão sư cũng tới vội vã đi ra đám người khẽ khom người lão sư ta mới vừa rồi ta nhìn thấy nhiều người tới nghe khóa như vậy liền không nhịn được tới vừa nghe xong cảm thấy thật tốt liền ra nhập huyền huyền hội sợ lão sư trách cứ lục huy vội vàng ôm quyền thật tốt lục phong chán nản vẻ mặt ửng hồng sắp nhỏ máu có phải cũng muốn lui khóa hay không cái này nếu như lão sư có thể thành toàn liền tốt nhất lục huy vò đầu thành toàn em gái ngươi lục phong tức đến nghiến răng cảm giác đến sắp điên rồi mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói trương huyền này là chuyện gì xảy ra không được 10 phút, liền làm phản. Người thật là đệ tử của ta. Ta ngược lại muốn xem xem, tên này đến cùng có ma lực gì. Thực sự nhịn không được, ngẩng đầu nhìn thanh niên đang giảng bài ở trên đài cao. Lúc này, thanh niên đã giảng xong tri thức, đang trả lời vấn đề. Trương sư, thời điểm ta luyện chế tôi dương đan, sau khi xuất hiện thành đan, đan thể biến vàng, không biết giải quyết như thế nào. Một luyện đan sư nhịn không được hỏi. Tôi dương đan, gian luyện dương mạch, để nó càng thêm tinh thuần, có loại công hiệu này, người luyện chế cũng cần dương hỏa chắc thịnh mới được. Người ở trên việc tu luyện mặc dù không ngại, nhưng từ nhỏ lưu lại hàn tật, thân thể hơi hư, luyện chế loại thuốc này, tinh khí không đủ, mặc dù thành đan, dược lực cũng không mãnh liệt. Thanh niên trên đài nhìn thoáng qua, nói, nếu như ta không nhìn lầm, người luyện chế tôi dương đan, hiệu quả rất bình thường. Vâng, luyện đan sư này vội vàng gật đầu đối phương nói, giống kinh nghiệm của hắn như đúc, không khác chút nào. Như vậy đi, người đã gia nhập huyền huyền hội, ta cũng không thể mặc kệ hội viên bản thân, nơi này có một viên trước dương đan cấp 6, sau khi ngươi phục dụng, liền có thể bài tiết hàn khí trong cơ thể, không chỉ về sau luyện chế tôi dương đan không có vấn đề, càng có thể để cho tu vi tiến thêm một bước, đột phá đạp hư cảnh ràng buộc. Ngón tay trương huyền búng ra, một viên thuốc bay đi. Thuốc này là của ta, nhìn thấy đan dược bay ra khóe miệng của thích viện phó bỗng nhiên co lại nhịn không được mở miệng viên đan dược này không phải cái khác đúng là hắn luyện chế đặt ở đan dược phòng chuẩn bị bán vâng không có người để ý tới hắn la lên luyện đan sư đưa tay tiếp nhận đan dược há miệng nuốt xuống cô 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 cục cục không lâu sau trên đầu có linh khí hội tụ ngay sau đó giống to khí tức nối thẳng trời cao tầm phong cảnh đến Đa Tạ Trương sư, không nghĩ tới giải quyết bệnh kín của thân thể, còn một lần hành động đột phá, vị luyện đan sư này đối với thanh niên trên đài cảm động đến rơi nước mắt, khom người quỳ gối. Trương sư, ta, lập tức lại có mấy người hỏi vấn đề. Thanh niên trên đài nhầm vào thể chất cùng vấn đề của mỗi người, trả lời thành thạo điêu luyện, nhìn thấy sắp đột phá, cũng ban cho đan dược cấp 6. Dưới đài thanh âm đột phá không dứt bên tai. Nhìn mà đám người lục phong nhức nhối đối phương ban cho những đan dược kia đều là bọn họ tốn hao đánh đổi to lớn luyện chế mỗi một cái đều có giá trị không nhỏ hiện tại để tên này tùy tiện tặng người càng nghĩ càng giận tức giận đến sắp bạo tạc nhưng lục phong biết lúc này chạy tới đòi đan dược khẳng định sẽ bị các học sinh tại chỗ đuổi ra ngoài về trước đi cắn răng một cái xoay người rời đi đối phương bắt cóc học sinh của hắn bắt cóc lão sư của hắn không nói còn dùng đan dược của hắn lôi kéo lòng người càng nghĩ càng cảm thấy phát điên. Tiếp tục xem tiếp, tuyệt đối sẽ tức chết. Nhưng chuyện này báo lên danh sư đường, hắn không chỉ không chiếm lý, làm không cẩn thận, còn sẽ bị chửi mắng một trận. Giá trị lớn nhất của đan dược không phải lưu trong phòng quan sát, mà là dùng đến chỗ cần. Đối phương cầm đan dược của hắn là người tốt, nhưng xem như hắn cũng không thể không thừa nhận, sử dụng vừa đúng, đúng lúc có thể phát huy tác dụng lớn nhất của dược vật. Trở về mấy vị phó viện trưởng sướng sờ. Không phải đến tìm phiền toái, để những học sinh này trở về sao? Trực tiếp đi như vậy. Không quay về còn có thể thế nào? Người cảm giác các người hiện tại có thể lôi những học sinh này đi. Lục phong viện trưởng cắn răng. Cái này, mấy vị phó viện trưởng lắc đầu. Những lão sư kia, bọn họ đều kéo không đi, chớ nói chi là học sinh. Trở về làm sao bây giờ? Đan viện lão sư đều ở nơi này, học sinh cũng ở nơi này, toàn bộ luyện đan học viện, tương đương với song. Trở về cũng là lan can tư lệnh A-H. Làm sao bây giờ, ta trở về liền tổ chức đại hội trưởng lão. Lục phong cắn răng. Đối phương lôi kéo được lòng người, mấy vạn học sinh cùng một chỗ, xem như hắn, hiện tại cũng không dám gây rối chỉ có thể trở về tổ chức đại hội trưởng lão, thương nghị đối sách. Nếu không, toàn bộ danh sư học viện, sư không sư, sinh không sinh, còn thể thống gì? đâu còn nửa phần bộ dáng của danh sư học viện. Vâng, thích viện phó gật đầu. Không giải quyết vấn đề này, danh sư học viện khẳng định sẽ đại loạn. Cái này gọi là chuyện gì, vì một phư hư, hại danh sư học viện biến thành như vậy, thật hận không thể băm tên này cho chó ăn. chương 1498, đan viện xong, hai hợp một hai. Bẩm báo, có quyết định, mấy người xoay người rời đi. Rời huyền huyền hội, lần nữa trở lại luyện đan học viện, nhìn thấy trước kia dòng người như thoi đưa, hiện tại nửa bóng người cũng không thấy, mấy vị viện trưởng cảm thấy nước mắt bất cứ lúc nào cũng sẽ chảy xuống. Đường đường luyện đan sư học viện, lúc nào thảm qua như vậy. Viện trưởng, không bằng, người đi tìm trương sư nói xin lỗi, nếu không, ta sợ luyện đan sư học viện sẽ xong. Quá không biết bao lâu, chu phó viện trưởng nhịn không được nói. Xin lỗi, nằm mơ, lục phong cắn răng, phát ra gào thét thật dài các ngươi chờ ở chỗ này, ta tổ chức thập đại trưởng lão hội nghị, a à, không, còn phải tìm mục sư đến, không thẩm phán ra hỏa phá hư nội quy trường học kia, ta liền không họ. Lục Trong cao ốc nguy nga của danh sư học viện, 11 chỗ ngồi đã ngồi đầy, 10 đại viện trưởng đều ở trong đó. Lục viện trưởng, người để chúng ta tới gấp gáp như vậy, đến cùng có chuyện gì? nguy viện trưởng nhịn không được nhìn qua. Chẳng lẽ... Người đã phát hiện tung tích của tử dương thú tiền bối. Như vậy liền quá tốt rồi, đến bây giờ chúng ta một chút tâm hơi cũng không có. Mấy viện trưởng khác, từng cái ánh mắt sáng ngời. Theo Trương Huyền đi luyện đan sư học viện, đến thầy cho toàn bộ gia nhập huyền huyền hội, tổng cộng chỉ 2-3 canh giờ, tốc độ quá nhanh, học viện khác thậm chí còn không có kịp phản ứng, thậm chí không biết tin tức. Không phải tử dương thú tiền bối, mà là một đại sự liên quan đến danh sư học viện chúng ta sinh tử tồn vong, chưa vị chờ mộc sư đến ta lại đàm phán lục phong khoát tay áo quan hệ học viện sinh tử tồn vong chẳng lẽ những dị linh tộc bắt tử dương thú tiền bối kia đã phát hiện nếu như thế chỉ sợ một trận đại chiến không thể tránh được thấy thần sắc của lục phong như vậy thậm chí còn mời mộc sư rất nhiều viện trưởng hai mặt nhìn nhau vẻ mặt nghiêm túc danh sư đường tồn tại là sư truyền thiên hạ nhưng quan trọng nhất là bảo vệ nhân tộc sĩ linh tộc trước mấy ngày bắt đi tử dương thú tiền bối khẳng định là có đại động tác một khi xuất hiện vì bảo hộ nhân loại danh sư học viện nhất định phải toàn viên tham chiến không thể đổ cho người khác kẹt kẹt trong tiếng nghị luận cửa phòng mở ra mộc sư đi đến gặp qua mộc sư mọi người đứng dậy đồng loạt ôm quyền mộc sư là danh sư thất tinh từ tổng bộ tới làm tân viện trưởng chủ trì đại cục tất cả mọi người lấy lễ tiết lão sư đối đãi không dám đi quá giới hạn ân lục phong gấp gáp như vậy là chuyện gì xảy ra gọi mọi người vào chỗ mộc viên nhíu mày mộc sư chư vị viện trưởng đều đã đến đông đủ vậy ta liền nói sự tình lục phong nhẹ gật đầu trong tân sinh giới này có đệ tử gọi trương huyền chắc hẳn chư vị đều nghe nói qua tự nhiên rất nhiều viện trưởng gật đầu chỉ có mộc viên cau mày hắn đi tới học viện liền cảm nhận được khí thức của tử dương thú từng ra ngoài một lần bình thường đều ở trong viện tu luyện trương huyền này thật đúng là chưa nghe qua mục sư trương huyền này là nghi viện trưởng lặng lẽ giải thích một chút danh sư lĩnh ngộ minh lý chi nhãn danh sư học viện thế mà ra một vị thiên tài như vậy nghe giới thiệu xong ánh mắt mộc sư sáng lên cái gì vượt luyện khí học viện y sư học viện đơn đấu vưu hư hắn đều không để ý chức nghiệp phụ tu khá hơn nữa cũng là phụ tu đối với mục sư tới nói thiên phú của danh sư mới là trọng yếu nhất. danh sư lĩnh ngộ minh lý chi nhãn chỉ cần không vẫn lạc về sau thành tựu liền có thể đoán được. loại thiên tài cấp bậc này đừng nói phân bổ ở thanh nguyên đế quốc coi như thánh nhân quý tộc cũng ngàn năm không ra một vị. mục sư ta khuyên người trước không vội cao hứng, nghe ta nói cho hết lời. người này thiên phú lợi hại làm việc thiện ngược lại cũng thôi vẫn có thể xem là một chuyện may mắn của danh sư đường nhưng một khi làm ác ta sợ toàn bộ học viện chúng ta, đều không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt. Thấy hắn hưng phấn, dường như mang theo dự định muốn thu đồ, Lục Phong vội vàng nói. Làm ác, mục sư gật đầu, danh sư nắm giữ minh lý chi nhãn, nhìn xuyên ngụy trang, xem thấu dối trá, thẳng tới bản chất, mở đường giảng bài, tu luyện công pháp, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng một khi làm điều ác, cũng sẽ cực kỳ đáng sợ. Mặc dù danh sư đại lục tạm thời còn không có ghi chép tương tự, nhưng cũng xuất hiện qua sự tình thiên tài danh sư phản bội nhân tộc. 7.000 năm trước, nhân loại một thiên tài hàn môn, trước 30 tuổi khảo hạch danh sư thất tinh thành công, chấn động một thời, vốn cho rằng người này sớm muộn gì cũng sẽ đạt tới bát tinh, thậm chí cao hơn, kết quả. Danh sư đường bởi vì một sự tình, làm ra ngộ phán, để hắn giận dữ, chém giết toàn bộ 37 vị danh sư oan uổng hắn. Trận chiến kia, một đế đồ bao phủ 3.000 dặm, đều bị đánh thành bột mịn, hơn trăm triệu người mất mạng, tình huống khốc liệt, không thua gì trên vạn dị linh tộc xâm lấn. Bởi vì tạo thành kết quả quá mức nghiêm trọng, danh sư đường không cách nào bao che, đành phải hạ danh sư truy sát lệnh, phái ra danh sư cấp bậc cao hơn vây quét. Vị thiên tài này biết lệnh truy sát, vừa chiến vừa trốn, lấy thân làm mồi nhử, hấp dẫn hơn 9.000 danh sư lục tinh đến, ở phục ba lĩnh cùng dị linh tộc bố trí mai phục. Trận chiến kia, kinh thiên động địa, Mặc dù thành công chém giết vị thiên tài này, nhưng danh sư đường cũng tổn thất cực lớn, vẫn lạc dòng giã ba vị bát tinh, 134 vị thất tinh, cùng 7.612 vị danh sư lục tinh. Sử sưng phục ba chi ách Có thể nói sau khổng sư nhất thống đại lục vài vạn năm, danh sư đường đại tổn thương quy mô nhất. Coi như toàn bộ danh sư tổng bộ, cũng động gân cốt. Bởi vậy sau việc này, danh sư đường cũng sửa lại quy củ, tuyển nhận tân danh sư, mặc dù thiên phú cũng rất trọng yếu, nhưng tâm tính cùng phẩm đức cũng thành mục tiêu khảo hạch. Nếu như hai điểm này không quá quan, cấp cho bồi dưỡng càng lớn, sẽ mang đến cho nhân tộc nguy cơ càng lớn. Danh sư nắm giữ minh lý chi nhãn, nhìn chung lịch sử cũng không nhiều, mỗi một cái đều là kinh tài tuyệt diễm, là siêu cấp nhân vật oanh động mấy trăm năm, loại người này tất nhiên có thể khiến nhân tộc càng thêm cường đại, nhưng làm ác tạo thành kết quả, sợ rằng sẽ đáng sợ hơn phục ba chi ách chẳng lẽ trương huyền này, tâm thuật bất chính, phẩm đức không hợp. Mục sư mang theo nghi hoặc, nếu thật như vậy, cũng nên cẩn thận, nếu không, hơi không cẩn thận, sẽ mang đến tai nạn cho toàn bộ đại lục. Làm sao có thể? Nghi viện trưởng nhịn không được mở miệng. Vị trương sư này, vì để cho càng nhiều học viên tiến vào học viện, nhân tộc càng thêm cường đại, bản thân khảo hạch lấy được 4 vạn điểm tích lũy, không ràng buộc tiến cho người khác, lòng giả như vậy, làm sao có thể làm ác? Nguy viện trưởng không nên bị mặt ngoài của hắn che đậy. Hắn làm như vậy, đơn giản là muốn lôi kéo lòng người, thành lập huyền huyền hội mà thôi. Lục Phong vẫy tay. Huyền huyền hội. Mộc sư nhìn qua. Huyền huyền hội là trương huyền liên hợp hình thành tổ chức học sinh. Học sinh thành lập học hội, đoàn kết danh sư, cùng tiến bộ, điểm ấy học viện không can thiệp, nhưng tên này mới tiến vào học viện, liền đủ loại lấy lòng, kéo bẻ kéo cánh, rõ ràng mưu đồ quấy rối. Lục Phong nói. Lục viện trưởng, thân là danh sư, mong nói năng cẩn thận. Nghi viện trưởng sầm mặt lại. Cái gì gọi là kéo bè kéo cánh? Một tổ chức học sinh, chính là mưu đồ quấy rối. Không sai, nếu như tin tức của ta không sai, vị trương sư này cũng không biết muốn thành lập huyền huyền hội, mà là thấy nhiều tân sinh bị lão sinh chèn ép, lúc này mới bị bức bách thành lập. Khuôn mặt của vệ nhiễm tuyết cũng khó coi. Danh sư, không có chứng cứ, liền không thể nói bậy, nếu không, một khi định tội, sẽ làm cho không người nào có thể xoay người. Nói cẩn thận, ta đã nói rất cẩn thận, tốt, nói đến chuyện này, ta cũng không che giấu, liền nói ra chuyện ngày hôm nay, mọi người phân xử thử, nhìn ta có oan uổng hay không. Lục Phong hừ lạnh một tiếng, nói sự tình nhìn thấy một lần. Người nói, luyện đan sư học viện, tất cả lão sư, học sinh đều gia nhập huyền huyền hội. Thành hội viên, ngay cả rất nhiều túc lão cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Hiện tại, luyện đan học viện đã biến thành xác rỗng. Gian phòng một hồi yên lặng, 10 đại viện trưởng tính cả mộc sư, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Làm sao cảm giác giống như kể chuyện xưa vậy, để cho người ta không thể tin được. Không sai, danh sư, nặng nhất sư đạo truyền thừa, có thể để cho nhiều người đồng thời lui khóa như vậy, thậm chí ngay cả học viện cũng không cần, gia nhập một tổ chức học sinh, ta sợ tên này khẳng định dùng thủ đoạn không muốn người biết. Khuôn mặt Lục Phong giữ tợn. Nếu như không nhanh chóng xử lý, một khi mở rộng đến học viện khác, toàn bộ lão sư, học sinh của danh sư học viện, chẳng phải đều thành học sinh của hắn, thành hắn độc đoán. Mọi người trầm lặng. Ngay cả đám người mi viện trưởng, triệu viện trưởng, cũng chấn kinh nói không ra lời. Trước đó, bọn họ cảm thấy trương sư này, vượt quan, làm sập vài tòa lâu, mấy cái thông đạo thì cũng thôi, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Một bài giảng xuống, lão sư học sinh của cả luyện đan sư học viện, toàn bộ ngoặt đi. Cái này thật là đáng sợ. Nếu nói nhiều mấy lần, chẳng phải toàn bộ học viện đều biến thành đồ tử, đồ tôn của hắn. Lớp của hắn, người nghe qua chưa? Gian phòng yên lặng một lát, mộc sư nhịn không được nhìn qua. Trương huyền này, gia nhập huyền huyền hội miễn phí nghe giảng, không gia nhập, liền thu thù lao cách xù, ta cùng đám người chu kinh, là hao tốn mỗi người một viên linh thạch thượng phẩm mới vào được. Lục Phong khẽ nói, khóa tự nhiên là nghe xong, có điều, trình độ lung ta lung tung không nói, đại bộ phận đều là lấy lòng, ngôn ngữ mê hoặc. Trình độ bình thường, mục sư nhíu mày, không sai, trước đó ta không phải nói, hắn dùng thủ đoạn hèn hạ trộm đi đan dược cấp 6 của học viện sao. Vì lôi kéo lòng người, hắn miễn phí đưa dược vật này cho học sinh sắp đột phá, tạo thành giả tượng khoan dung rộng lược, để cho người ta càng thêm khăng khăng một mực. Lục Phong nói ra sự tình thấy ở Huyền Huyền hội. Học để mà dùng, nếu như đan dược có thể cho người sắp đột phá sử dụng, cũng coi như một đại hảo sự. Dùng lôi kéo lòng người chính là có mưu đồ. Mục sư gật đầu. Danh sư học viện là vì bồi dưỡng học sinh, học sinh có thể nhanh chóng trưởng thành, tự nhiên là thích nghe ngóng, nhưng chỉ vì lôi kéo lòng người, tuyệt đối là tâm thuật bất chính. Hắn khẳng định chính là có mưu đồ. Lục Phong vội nói, nếu không, đồng thời để mấy vạn sư sinh, đều khăng khăng một mực, làm sao có thể. Tu luyện giả, vàng thao lẫn lộn, lĩnh ngộ của mỗi người khác biệt, chương trình học tự nhiên cũng không giống, do đó, khổng sư mới đưa ra quan điểm vì theo tài năng tới đâu mà dạy. Một bài giảng, để tất cả thầy trò đều bội phục, cam tâm gia nhập huyền huyền hội, quả thực không có khả năng. Mộc sư lắc đầu, danh sư lợi hại hơn nữa, lòng có yêu mến, tự nhiên cũng có chán ghét. Chỉ cần là người, liền không có khả năng giống như tiền, làm cho tất cả mọi người đều ưa thích. Nhưng trương sư này làm được, để cho người ta không kỳ quái là giả. Chuyện này phát sinh ở luyện đan sư học viện các ngươi, người định xử lý như thế nào? Vẻ mặt mộc sư nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn tới. Ý tứ của ta rất đơn giản, 10 đại học viện liên hợp, đuổi trương huyền ra học viện, không cho phép bước vào nửa bước. Lục Phong cười lạnh, sau đó lại hủy bỏ tư cách danh sư của hắn, về sau không cho phép khảo hạch. chương 1499, chuẩn luyện đan sư lục tinh 1. Đuổi ra danh sư học viện. Hủy bỏ tư cách danh sư, không cho phép kiểm tra lại. Tất cả mọi người xứng sờ. Không được, đây tuyệt đối không được. Khóe miệng của mi viện trưởng co giật. Thật muốn làm như thế, trước không nói sự tình tổn thất thiên tài, chỉ nói lão sư thần bí của trương sư, khẳng định sẽ sủ lông, làm không cẩn thận cả danh sư học viện sẽ bị gạt bỏ. Học viện bồi dưỡng danh sư, dù quan trọng nhưng cấp bậc danh sư càng cao, liền càng tôn quý. Mặc dù 10 vạn danh sư lục tinh giá trị lớn, nhưng so với một vị danh sư cửu tinh, vẫn kém không chỉ một đoạn. Thật giống như khổng sư, vài vạn năm mới xuất hiện một vị, đừng nói một vị danh sư cửu tinh, coi như lại đến 100 vị, cống hiến bao lớn cũng kém xa. Nếu như Mạc Cao Viễn nói không sai, lão sư của Trương Huyền là một vị danh sư bát tinh thậm chí cao hơn, thật một tay đập danh sư học viện thành phế tích, danh sư đường khẳng định cũng sẽ không nói nhiều nửa câu. Đây là danh sư đỉnh phong, được hưởng thụ đặc quyền. Hủy bỏ tư cách danh sư, quan hệ tới tiền đồ cả đời của một vị danh sư, quyết không thể trò đùa. Triệu Bính Tuất Viện Trưởng cũng không nhịn được nói. Nhất là một người có thiên phú, có tài hoa như vậy, một khi xử lý bất công, ta sợ tổn thất một thiên tài không nói, làm không cẩn thận còn sẽ bước ra một trận phục ba chi ách. Cái này, nghe nói như thế, tất cả mọi người trầm lặng. Kỳ thật phục ba chi ách năm đó, hoàn toàn có thể tránh đi. Chủ yếu bởi vì, vị thiên tài kia đắc tội một vị con cháu của thánh nhân quý tộc, phía sau mình lại không có bối cảnh, mâu thuẫn càng náo càng lớn, cuối cùng mới xuất hiện thảm kịch như vậy. Có thể nói, mặc dù bi thương, làm cho mọi người chú ý, nhưng cũng là tai họa do con người tạo thành. Trương Huyền này, còn không có đi đến Lục Tinh, liền lĩnh ngộ minh lý chi nhãn, thiên phú mạnh không thể nghi ngờ. Thật muốn làm quá tuyệt, ép hắn sinh lòng oán hận, dưới cơn nóng giận đầu nhập vào dị linh tộc, chỉ sợ không chỉ danh sư đường tổn thất, làm không cẩn thận sẽ trở thành tai nạn của toàn bộ nhân tộc. Không nói cái khác, nếu như hắn giáo dục dị linh tộc, truyền thụ tri thức, khẳng định liền có thể là một khổng sư khác của dị linh tộc. Đến lúc đó nhân tộc liền phiền toái triệu viện trưởng nói không sai mục sư gật gật đầu tốt có thể không khai trừ tư cách danh sư nhưng nhất định phải đuổi ra danh sư học viện đuổi ra hồng viễn thành nếu không hiện tại hắn có thể làm luyện đan học viện ta gà bay chó chạy ngày mai liền có thể làm học viện các ngươi hoàn toàn sụp đổ đến lúc đó học viện sẽ thành sư không sư sinh không sinh còn thể thống gì lục phong cắn răng mọi người nói không ra lời ngay cả đám người mi viện trưởng vệ nhiễm tuyết muốn nói chuyện giúp cũng đều trầm lặng nói thật lấy tính tình của trương huyền chị song đan viện tiếp tục kiếm học viện khác khả năng là rất lớn mỗi lần hắn đi một học viện mới đều giống như thiết ngưu cày đất để người khác nổi điên không thể trở về thật muốn đi học viện khác thật không có nắm chắc có thể chống đỡ được ta đồng ý thuyết pháp của lục phong viện trưởng loại gieo họa này nhất định phải lập tức đuổi đi đừng nói hồng viễn thành hồng viễn đế quốc cũng không thể để cho hắn ở lâu yên lặng một lát một vị lão giả mở miệng nguy viện trưởng nhìn sang không phải người khác chính là trận pháp sư công hội viện trưởng trần thừa tuần vị trần viện trưởng này cùng lục phong viện trưởng luôn có quan hệ cá nhân rất tốt ta cũng đồng ý lại một viện trưởng gật đầu thư họa sư học viện viện trưởng tống đan thanh ta không đồng ý danh sư cho phép khảo hạch phụ tu chức nghiệp cũng cho phép truyền thụ học sinh mặc dù trương sư làm có chút khoa trương, nhưng không xúc phạm quy củ, vì sao phải đuổi đi. Nghi viện trưởng đi đầu mở miệng. Không sai, coi như hắn ở đan viện làm sự tình, thoạt nhìn có chút hoang đường, nhưng người cũng nói, ngay cả túc lão như lỗ đan sư cũng gia nhập huyền huyền hội, nhất định muốn nghe giảng bài, nói rõ lớp của hắn, khẳng định có giá trị cực cao. Thân là danh sư, phải có độ lượng dung người, ta cảm giác không nên đuổi trương sư, còn phải lưu hắn lại làm lão sư, tăng lên thực lực tổng hợp của học viện chúng ta triệu bính tuất vệ nhiễm tuyết nói hiện tại là ba cái muốn đổi trương huyền đi ba vị muốn lưu lại hai các người thì sao nghe xong mấy người nói một sư ngẩng đầu nhìn về phía hai người cuối cùng hiện tại luyện đan sư học viện lục phong trận pháp học viện trần thừa tuần cùng thư họa sư học viện tống đan thanh muốn đổi trương huyền đi mà mi viện trường triệu bính tuất vệ nhiễm tuyết chủ trương lưu lại thậm chí để hắn làm lão sư còn thừa lại hai người không trình bày quan điểm, là võ ký học viện tu trường thanh cùng ma âm viện tưởng thanh đàn. Ba học sinh của trương sư là khách khanh trưởng lão của học viện ta, học sinh cũng có thể lý giải võ kỹ, công pháp sâu như vậy, lão sư lại càng không cần phải nói, ý của ta là chủ trương để trương sư lưu lại. Tu trường thanh nói, người thì sao? Mọi người nhìn về phía tưởng thanh đàn. Hiện tại là 4 so 3, nếu như hắn đồng ý lục phong, lại biến thành 4 so 4, Đồng ý mi trưởng lão, chính là năm sau ba. Ta, ta cùng Trương Huyền chưa tiếp xúc qua, khó có thể suy đoán, ta rời khỏi. Tưởng Thanh đàn lắc đầu. Hơn nữa, hiện nay chuyện trọng yếu nhất của chúng ta không phải xử lý một học sinh, mà là tìm kiếm Tử Dương thú tiền bối. Rời khỏi. Cũng đúng, hiện tại giúp ai cũng không đúng, còn không bằng rời khỏi. Tưởng viện trưởng luôn không màng danh lợi, hắn rời khỏi, không dính dáng tới chuyện này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nghe được vị viện trưởng cuối cùng nói, thế mà không lẫn vào, mọi người đồng thời gật đầu. Ma âm viện viện trưởng Tưởng Thanh Đàn, luôn luôn đạm bạc, không dính dáng tới thế sự, không biểu lộ thái độ, cũng ở trong dự liệu của mọi người. Hiện tại 4 so 3, chuyện này không đề cập tới nữa, mọi người vẫn đặt tinh lực ở tìm kiếm tử dương thú đi. Chương 1500, chuyển luyện đan sư lục tinh 2. Thấy mọi người thảo luận ra quyết định mộc sư khoát tay áo. Ta vẫn là câu nói kia, ai tìm được tử dương thú, người đó làm viện trưởng. Còn sự tình trương huyền, phán quyết như thế nào, liền do viện trưởng mới đến định. Mặc dù hắn là danh sư thất tinh, nhưng là tổng bộ phái tới, không tiện nhúng tay sự tình của danh sư học viện. Nếu không, rất dễ dàng bị người nói lấy thế áp người. Mộc sư, nghe được kết quả cuối cùng lại là cái này, lục phong cực kỳ lo lắng, vẻ mặt không cam lòng tốt, sự tình quyết định xong, mọi người tản đi, không nói thêm lời, mục sư khoát tay áo, đi đầu ra khỏi phòng. cáo từ, mấy người mi viện trưởng, triệu bính tuất cũng đi ra ngoài. rất nhanh trong phòng chỉ còn lại lục phong, sắc mặt nhăn nhó, tức giận đến siết chặt nắm đấm. đáng giận, hắn vỗ bàn một cái. tốt, hiện tại liền bỏ qua ngươi, có điều, ngươi tuyệt đối đừng có nhược điểm rơi vào trên tay ta, nếu không. Ta sẽ để người muốn sống không được muốn chết không xong." Lục Phong gầm lên giận dữ, gào thét. Lục Phong nháo đến bẩm báo thập đại danh sư, bên Trương Huyền rốt cục cũng giảng xong chương trình học. Đến Luyện Đan sư học viện, đứng ở trước cửa tàng thư khố, cũng không phải là ngẩn người, mà là vô hồn ly thể đi vào tàng thư khố đọc sách. Trước đó hắn là luyện đan sư tứ tinh, thư tịch trước đó hoàn toàn có thể không nhìn, do đó, chỉ dùng không được nửa canh giờ, liền sửa sang ra thư tịch ngũ tinh lục tinh. Học tập xong, lòng có cảm ngộ, lúc này mới giảng bài ở bên ngoài tàng thư khố. Hắn giảng giải tri thức, lợi ít mà ý nhiều, nhắm thẳng vào chủ ý luyện đan, để cho người ta nghe qua liền bị thu hút. Lúc này mới xuất hiện vô số người lui khóa, sẵn lòng gia nhập huyền huyền hội. Ở bên ngoài tàng thư khố giảng bài xong, trương huyền đi đan dược phòng, sau đó đi tổ đường. Giống như đám người thích viện phó nhìn thấy, hắn là kích hoạt truyền tin Ngọc Phong, có điều cũng không phải là cầu đan phương đơn thuần, còn thuận đường tiến hành một lần biện đan. Hắn không tiếp xúc qua hệ thống luyện đan, khảo hạch luyện đan, khẳng định làm không được, nhưng biện đan lại khác, lấy lĩnh ngộ cùng lý giải đối với tri thức của hắn, luyện đan sư thất tinh muốn thắng cũng khó khăn. Trải qua một phen biện luận, luyện đan sư lục tinh, thất tinh ở đối diện nhau nhau thần phục, nhận được thân phận chuẩn luyện đan sư lục tinh, cũng thuận lợi nhận được đan phương đoạn tục đan. Đạt đến mục đích mong muốn, Trương Huyền vốn định trực tiếp rời đi, nhưng nghĩ tới lấy không nhiều đan dược cấp 6 như vậy, thực sự băn khoăn. Liền chạy đến đan sư đường giảng bài, báo đáp đan dược tri ân. Ai ngờ vừa nói chương trình học, quá mức huyền diệu, lão sư cũng rơi vào trong đó. Sau đó, liền xuất hiện vô số danh sư, vô số học sinh chạy qua huyền huyền hội. Còn để mọi người mặc y phục, thu phí nghe giảng bài, là chuyện của Nhược Hoan công tử cùng đám người tôn cường. Nguyên lai like luyện chế hàm tiếu đan, điểm mấu chốt nhất chính là cái này, ta rốt cuộc hiểu rõ. Ta cũng vậy, lấy lĩnh ngộ hiện tại của ta, chỉ cần tu vi đi đến, nhất định có thể luyện chế ra đan dược cấp 6. Một tiết khóa này, thật là được ích lợi không nhỏ, đủ bằng ta học tập 3 năm trước. Hắn thở phào nhẹ nhõm, luyện đan sư ở dưới đài nghe giảng bài, tất cả đều như si như say, sắp muốn điên rồi. Vị trương sư này giảng giải, như thiên mã hành không, càng giống như linh dương móc xác không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng lại cho người ta một loại hiểu ra khác sâu, chỉ cần chiếu theo luyện đan, có thể đoán được, thực lực của mọi người tuyệt đối có thể trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn. Mặc dù đối phương chỉ nói một bài giảng, nhưng vượt qua mấy năm trước kia. Thiên tài, thật là thiên tài tuyệt đỉnh, luyện đan lại có thể như vậy. Lỗ đan sư ở trong các túc lão, càng thảo luận càng cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ lớn tuổi, còn muốn đột phá rất khó khăn, nếu như sớm có thể nghe được loại chương trình học này 10 năm, chỉ sợ hiện tại mỗi một cái đều là luyện đan sư thất tinh. Về sau ta chính là người của huyền huyền hội, không đi luyện đan sư học viện nữa. Ta cũng vậy, có thể nghe được loại chương trình học này, so với tử thủ ở luyện đan học viện mạnh hơn nhiều, nghe nhiều mấy tiết, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm khảo hạch thất tinh. Mấy vị lão giả dâu bạc trắng, cả đám con mắt tỏa ánh sáng. Ngay thời điểm mấy người hưng phấn khó tự chế, chỉ thấy thanh niên vừa rồi giảng bài đi tới. Trương sư, mọi người đồng thời ôm quyền. Không cần khách khí, ta tới là có một số việc muốn phiền phức mấy vị. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Trương sư cứ việc phân phó, chỉ cần mấy lão đầu chúng ta có thể làm, sẽ dốc hết toàn lực. Nghe qua khóa, mặc dù không phải học sinh, nhưng mấy người đối với thanh niên này đã phục sát đất. Dốc hết toàn lực thì không cần thiết chỉ là muốn mấy vị liên thủ giúp ta luyện chế một viên thuốc. Trương Huyền nói ra mục đích. Liên thủ, mấy người xứng sờ. Vị trước mắt này lý giải luyện đan thâm hậu như thế, còn cần nhóm người mình hỗ trợ. Không sai, ta muốn luyện chế một viên. Đoạn tục đan, Trương Huyền nói. Đoạn tục đan, đan dược cấp 7. Lỗ đan sư lên tiếng kinh hô. Audio điện tử võ tấn bền hết chương một nghìn